nãy thì các bạn đây đây một trong những cái mà cô gọi là đi hỏi Google thì đây nhá, nếu mà bên trái thì là các cái keyword mà người ta hay nghĩ đến, tức là mỗi người sẽ khác nhau, ở đây là một trong những cái ví dụ mà người ta nghĩ đến khi khi nghe nói về cell biology hay sinh học tế bào. Thì đầu tiên là cells này, có đâu tức là người ta cũng nghĩ đến protein, người ta cũng nghĩ đến biosynthesis, người ta cũng nghĩ đến cái gì nhỉ, filaments, microscopy, người ta nghĩ đến substrate, người ta nghĩ đến transcript, vesicle, nucleus, cytoplasm, ok, peroxidase thì cũng là một loại enzyme nhá, tức là về enzyme ở trong các enzyme hoạt hóa trong tế bào, về membrane. Nói chung đó là những cái mà cũng giống như các bạn khi mà người ta nghĩ đến, và người ta tức là qua những cái keyword đấy người ta có thể tìm hiểu sâu thêm về tế bào. Ok. Rồi, thế còn sinh học phân tử thì sao? Sinh học phân tử thì người ta cũng giống như các bạn nghĩ đến gen, nghĩ đến DNA, RNA, chromosome, người ta nghĩ đến nghiên cứu về y học, người ta nghĩ đến hóa sinh, người ta nghĩ đến làm thí nghiệm, người ta nghĩ đến gì đây tiếp nữa, dược cũng, người ta nghĩ đến vi sinh, nghĩ đến công nghệ sinh học, nghĩ đến sự sống, nghĩ đến sức khỏe, vân vân và vân vân, được chưa? Thì từ những cái keyword này thì đấy, tức là với cái này thì đơn giản, nhưng mà sau này các bạn sẽ học, nhiều khi các thầy cô giảng có khi các bạn chưa nắm hết, nhưng mà các bạn có thể ghi lại các keyword để về mình tìm hiểu thêm, và sau này các bạn học chuyên sâu hơn cũng vậy, hay đi làm cũng thế thôi, thì nhờ các keyword này thì các bạn có thể tìm hiểu về một vấn đề, được không nào? Rồi, thế thì đầu tiên ấy, để tránh nhầm lẫn, trong bài giảng, trong cái môn học này thì các thầy cô sẽ đi rất tập trung vào gọi là sinh học ở tế bào động vật, được không nào? Nhưng thực ra nếu mà nói rộng ra thì bộ môn sinh học tế bào và gen nó không phải chỉ bao gồm những cái kiến thức các thầy cô dạy ở đây. Chúng ta phải biết là rất nhiều cái kiến thức mà về sinh học tế bào cũng như sinh học phân tử, nó được bắt nguồn từ các cái mô hình động vật, từ các cái mô hình cây, thậm chí là mô hình nấm và mô hình vi khuẩn. Từ đó người ta, tức là người ta quan sát, thấy các hiện tượng diễn ra, người ta giải thích các hiện tượng đấy dưới góc độ của sinh học phân tử. Và sau đấy người ta mới tìm các cơ chế tương tự ở các cái động vật gọi là cao cấp hơn. Thì để có một cái nhìn tổng quan hơn thì thứ nhất thì cô cũng đi sơ qua cho các bạn về gọi là việc phân giới. Thì tức là chúng ta nhé, có các cái, tức là các bạn nói, nghe nói nhiều vì vi khuẩn virus rồi đúng không? Đặc biệt với cái dịch COVID này đúng không? SARS-CoV-2 là một loại virus RNA đúng không nào các bạn? Chúng ta cũng biết đến HIV, chúng ta cũng biết về HPV, chúng ta cũng biết về virus cúm đúng không nào? Thì virus thì nó, tức là nó không phải là các tế bào, virus thì nó không tồn tại được ở ngoài môi trường, tức là nó không tự tồn tại được mà nó phải xâm nhiễm vào vật chủ, và nó sử dụng các cái bộ máy của vật chủ để gọi là nhân bản và xâm nhiễm, sau đó thì nó xâm nhiễm các cái vật chủ khác. Vi khuẩn thì tức là một tế bào, vi khuẩn thì tức là khác với cơ thể chúng ta đúng không nào? Cơ thể chúng ta thì là đa bào, vi khuẩn thì có một tế bào, nhưng cái đặc biệt ở vi khuẩn thì nó không có, tức là nó là một cái loại sinh vật sống rất là sơ khai, nó không có nhân, nó không có các cái gọi là cái gì nhỉ, các cái organelle, tức là các cái bộ phận của tế bào, nó, và vi khuẩn thì nó có thể sinh sôi rất là nhanh, phát triển rất là nhanh, và nó thế nào nhỉ các bạn,
Tức là có thể hình dung nhá, thì ví dụ như tế bào của chúng ta thì sẽ mất khoảng độ 24 đến 48 giờ để phân chia. Đấy là đối với các tế bào phân chia cũng khá là nhanh rồi đấy. Có những tế bào chẳng bao giờ nó phân chia, hoặc là tế bào phân chia rất là chậm, vài năm mới phân chia một lần. Thì vi khuẩn khoảng 2 tiếng nó phân chia. Chính vì thế nên là chẳng hạn như trong công nghệ sinh học phân tử, người ta rất là hay sử dụng vi khuẩn như là gọi là thế nào nhỉ, một cái công cụ để nhân bản gen. Người ta cũng biết đến tảo hay là nấm. Ngoài ra thì người ta cũng sẽ có các cái, tức là có nghiên cứu chuyên sâu về protozoa hay archaea, thì nhựa với những cái nghiên cứu ở tức là những cái gọi là những động vật sơ tức là không, cô xin lỗi này, những cái sinh vật sơ khai này, thì chúng ta ở trong các bài giảng thì chúng ta sẽ không đề cập đến. Và bọn em sẽ được, nếu như bọn em quan tâm và nếu như xin lời cho phép, thì chúng ta sẽ tìm hiểu, có thể tìm hiểu sâu hơn ở vi sinh. Ở đây thì cô cũng nói là chúng ta đã sẽ học về sinh học tế bào ở động vật. Vậy thì chúng ta khi mà nói về động vật thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thực vật đúng không? Ngoài động vật, thực vật thì còn có nấm. Nhưng mà ngoài ra ấy, các em sẽ thấy là sẽ, trước đó như cô nói là còn có những sinh vật sống sơ khai hơn rất nhiều. Ví dụ như là vi khuẩn đúng không nào? Các em ở đây thì người ta so sánh những cái giống và khác nhau giữa chẳng hạn như là tức là vi khuẩn và các cái động vật nhân chuẩn. Động vật nhân chuẩn thì cũng bao gồm như lúc nãy cô nói tế bào tức là thực vật, động vật và nấm. Thì giống nhau thì chúng đều có một cái màng tế bào bao quanh để bảo vệ các cái chất bên trong. Và cái màng tế bào này này thì đều là tạo ra từ tức là một cái màng kép từ phospholipid. Và các như lúc nãy các bạn nói ấy, tức là nó phải có thể ở tức là nó phải có tính năng để nó hấp thụ thức ăn và nó bạn đào thải những cái chất cặn bã của tế bào đúng không nào. Thì tức là cái màng này thì rõ ràng nó vẫn nó phải có cho phép trao đổi chất và trao đổi thông tin giữa các tế bào với nhau, cũng như là trao đổi thông tin tế bào với các chất nền ngoại bào đúng không nào. Chúng cả động vật tức là cả vi khuẩn lẫn động vật nhân chuẩn thì nó đều có chất di chứa chất di truyền đó là DNA. Thì đa phần thì đều có, ngoài màng ấy tế bào thì còn có một cái gọi là cell wall. Thì nhưng mà ngoại trừ động vật nhé, cả nấm lẫn tế bào thực vật thì ngoài cái màng tế bào thì nó còn có, bây giờ cô cũng quên mất tiếng Việt rồi, hồi trước cô học ở Đức nên lâm ra nhiều khi các từ tiếng Việt đôi khi cũng bị từ chuyên ngành cô hơi bị quên một chút. Nhưng mà tức là nó có một cái lớp dày để nó, ngoài cái lớp màng tế bào thì nó cũng bảo vệ. Bởi vì các em hình dung thế này này, các em hình dung ở tế bào thực vật ấy, nó phải chẳng hạn như các cái tế bào mà ống để vận chuyển nước ấy, ở các cái cây cao thì nó sẽ phải rất là chắc chắn đúng không nào, để nó có thể hút nước, nó giống như một cái bơm luôn, thật sự nó rất là giống một cái bơm để hút nước. Em có thể hình dung là nó hút lên một cái nhà, nó khoảng một cái nhà to khoảng cao khoảng độ 3-4 tầng đi, thì nó bơm đấy nó cũng phải rất là mạnh đúng không, thì các cái thành tế bào nó phải đủ chắc chắn để nó đảm bảo cái áp lực đấy đúng không nào. Nó đều có ribosome là nơi mà sản xuất ra protein. Ngoài ra thì nó có tế bào chất, và trong tế bào chất thì có nước, có đường, có protein và có các cái phần tử muối. Thế nó khác nhau ở cái gì? Thì ví dụ như ở vi khuẩn thì cái kích thước nó thì chúng ta có thể dễ dàng hình dung là nó bé hơn rất nhiều đúng không nào? Kích thước nó chỉ từ 1 đến 10 micromet, trong khi đó tế bào từ 10 đến 100 micromet. Thì cái thành phần mà của cái lớp bao bọc ở bên ngoài ấy, hay gọi là cell wall ấy, thì nó cũng khác nhau thành phần, về thành phần hóa học. Cái vi khuẩn như lúc nãy cô nói thì nó không có các cái bộ phận ở trong tế bào hay còn gọi là cell organelles.
Ở còn ngược lại thì ở trong tế bào của động vật nhân chuẩn thì các em sẽ thấy là nó được phân chia thành các cái bộ phận khác nhau và nó mang chức năng khác nhau, và cái quá trình tức là nó sẽ được điều khiển chặt chẽ để phối hợp giữa các cái bộ phận này. Tế bào các em có thể hình dung giống như một cái nhà máy. Nó mỗi bộ phận thì nó có một cái chức năng nhiệm vụ riêng và nó có được điều khiển chặt chẽ để tạo, tức là gọi là ví dụ như tạo ra một cái sản phẩm đúng không nào, thì nó sẽ được, giống như được di chuyển từ một cái băng chuyền bộ phận này sang bộ phận khác, và ở mỗi khâu thì nó đều được gọi là có sản phẩm đầu vào, sản phẩm đầu ra, có kiểm tra chất lượng, có kết nối giữa các bộ phận với nhau đúng không nào. Thế còn về vật chất di truyền thì sao? Thì vật chất di truyền ở trong vi khuẩn ấy thì nó là gọi là một cái vòng, hay là còn gọi là cellular chromosome, nucleotide, cô xin lỗi. Thì nó là một cái mạch vòng mang tất cả vật chất di truyền. Thì vật chất di truyền của vi khuẩn thực ra nó rất là nhỏ thôi. Nếu mà có đôi khi, tức là nó gọi là so với DNA hay là vật chất di truyền ở người thì nó ít hơn rất là nhiều. Vật chất di truyền ở trong tế bào nhân chuẩn thì tìm thấy trong nhân, và chúng ta cũng sẽ học kỹ về nhân trong một bài học, cô nghĩ là tức là trong nửa đầu của môn học. Ngoài ra thì cái rồi ngoài ra thì ở đây thì người ta còn nói là động vật đơn trước nhân ấy, tức là prokaryote hay vi khuẩn, thì nó có thể tồn tại ở dưới dạng là một tế bào hoặc nhiều tế bào nó liên kết lại với nhau để tạo thành một cái gọi là giống như là tấm gửi ấy, hay là symbiont, để có thể phối hợp hoạt động với nhau trong trường hợp mà nó có nhiều tế bào. Rồi thế còn ở bên động vật nhân chuẩn thì đa phần hầu hết trong các trường hợp thì là các cái động vật đa bào, và nó động vật đa bào và các cái tế bào đấy thì nó sẽ chuyên môn hóa về chức năng. Rồi ở bacteria thì E. coli là được gọi là nghiên cứu nhiều nhất rồi, thế nhá. Thì đấy là một số điểm khác nhau và giống nhau giữa động vật trước nhân và động vật nhân chuẩn. Tức là động vật trước nhân là tức là có động vật mà chưa có nhân ấy, chưa hình thành nhân. Rồi, thế vừa rồi các em có câu hỏi gì nữa không? Nào các bạn. Thế chúng ta xem tiếp video này nhá. Cô nhớ cái này cũng khoảng 10 phút đấy. Sau đó thì chắc là chúng ta nghỉ một chút, được không? Dạ vâng ạ. Ok. If you had to think back about the most exciting day you ever had in a science classroom, which day would that be? Now, looking back through the years, we have a few. The time we participated in an earthworm dissection, the time we took apart an owl pellet, the osmosis eggs, all of the fruit flies and genetic experiments. Oh, I could go on. But I will never forget one day in my ninth grade science class. My teacher brought in pond water, and I put one drop of pond water on a microscope slide and saw the most amazing thing ever. I saw an amoeba. A single-celled amoeba on that microscope slide, and I was forever stuck on science from that point on. Because I could not believe that this little cell was there, alive on this slide, still eating, because that's what amoebas do a lot. But to imagine that every person is actually made of billions of cells, of course, not amoeba cells, but animal cells, billions of animal cells, that's fascinating. In fact, it really makes you reflect on some of the incredible statements of the modern cell theory. The modern cell theory includes the following. First, that the cell is the smallest living unit in all organisms. And second, that all living things are made of cells, one or more cells.
The amoeba I observed was a single-celled organism, so unicellular. Humans are made of many cells, so multicellular. And third, all cells come from other pre-existing cells. You know, cells have their own little world inside them. They carry genetic information, they can divide, many have functions and processes that their organelles, structures inside them, can take care of. On our planet, we can divide cells into two major groups. As a cell, you're either a prokaryote or a eukaryote. Bacteria and archaea are prokaryotes, but everything else, plants, animals, fungi, protists, are eukaryotes. Both prokaryotes and eukaryotes have genetic material. Both have cytoplasm. Both have ribosomes, which are small organelles that make protein. Both have cell membranes, which control what goes in and out of the cell. But what makes them different is a big deal. Prokaryote, the pro rhymes with no, and they have no nucleus, which holds the genetic material and controls the cell's activities. Prokaryotes have no membrane-bound organelles. Membrane-bound organelles are fancy organelles like the nucleus and mitochondria and Golgi apparatus. Eukaryotes, the U rhymes with do, they do have membrane-bound organelles. So now you may be wondering, well, what do the organelles do? What are their functions? Well, you know ours. Ở đây các bạn, khi mà nói về các organelles, tức là các cái bộ phận ở trong tế bào ấy, nghiêm chuẩn ấy, các bạn ghi lại nhá, được không? Cho các bạn, được không nào? Bởi vì chúng ta trong cả quá trình học thì chúng ta cũng sẽ đi lần lượt về các cái bộ phận trong tế bào, chức năng của chúng, được không? We love our science with a side of comics. So we want to take you on a tour of the ride of your life. Into the inside of a cell. Now, to start our trip, we're going to have to get through this cell membrane, also called a plasma membrane. It's selectively permeable, which means that it only lets certain select materials in and out. But by doing so, it keeps things in the cell stable, also known as keeping homeostasis. And we have an entire video on just the membrane itself, which is found in all cells. But for now, we're just going to have to squeeze through this protein in the membrane. Now, inside the cell, we find ourselves in this jelly-like material called cytoplasm. It surrounds all these internal cell structures, and you'll find it inside both prokaryotes and eukaryotes. Now, organelles that are floating around in the cytoplasm can have more support than you might think. Cells contain a cytoskeleton, which is a collection of fibers that can provide support for the cell and its organelles. The cytoskeleton can even play a major role in cell movement. The cytoskeleton actually deserves its own video because it's very complex and its organization can vary depending on what kind of cell you're looking at. Moving through the cytoplasm, let's start with ribosomes. They are not membrane-bound organelles and they're going to be in both prokaryotes and eukaryotes. They make protein, which is really important because that's what so much of genetic material, DNA, codes for. Protein. Ribosomes can be free in the cytoplasm, but they can be attached to another organelle too, which we'll talk about a little bit later. We're now going to focus on organelles that will be membrane bound. So we're going to be focusing on organelles that you would find in a eukaryote cell. This takes our travel to the big boss, the nucleus. Now in eukaryotes, it holds the genetic material. Genetic material as in DNA, for example. Both prokaryotes and eukaryotes have DNA, but if you're a eukaryote, you have a nucleus to put it in. The nucleus controls the cell's activities, and inside it, it has a nucleolus, which is where ribosomes can be produced. Attached to the membrane of the nucleus, or nuclear membrane, you will find the endoplasmic reticulum, ER for short. It does a lot of processing of molecules for the cell, like protein folding, and it's highly involved in actually transporting those molecules around, like a highway. And there's a rough ER, which has ribosomes attached to it, making it, as you can imagine, rough, and then smooth ER, which doesn't have the ribosomes. Rough ER specifically tends to be involved with protein producing and transporting, because remember that ribosomes make protein. The molecules that leave the ER can be sent away in vesicles that actually pinch off the ER themselves.
Now, smoothie R has many additional roles, including detoxification, which is one reason why your liver cells tend to have a lot of smoothie R. And another additional role of smoothie R is that it can make some types of lipids. Next, the Golgi apparatus. It's the ultimate packaging center. It can receive items from the transport vesicles that pinched off the ER. It has enzymes that can modify molecules it may receive and sorts the material it receives as well. It can determine where to send those molecules, including some that may eventually be sent to the membrane, so they can be secreted, which means items that can be sent out of the cell. So with all that's going on in here, you might start to wonder, what's powering this thing? The mighty mitochondria, or mitochondrion, if you're just talking about one. They're like power plants. The mitochondria make ATP energy in a process called cellular respiration. Now, it's not the type of power plant that you might think of. It runs on glucose, which is a sugar, and it needs the presence of oxygen to efficiently make ATP energy. Now, at this point, we need to mention that eukaryotes are not a one-size-fits-all. Animal cells can have differences from plant cells. We have a fork in the road here. For example, plant cells not only have mitochondria, but they can also have these awesome organelles called chloroplast. Chloroplasts actually make glucose by using light energy in a process known as photosynthesis. They even have a green look to them because they have a pigment that captures the light energy and it reflects green light. Now, both plant and animal cells can have vacuoles. Now, vacuoles can have a lot of different functions, but many types act as storage of materials. Plant cells can have one large vacuole called a central vacuole, while animal cells can have smaller, several vacuoles. Now, remember how we already said that all cells additionally can have a cell wall, which is a layer that offers additional protection and shape maintenance that animal cells do not. Okay, now how do we get out of this animal cell that we've been in? Well, we could get out like a protein would. So if we were a protein, we would only be made because of instructions from DNA. And remember that in eukaryotes, DNA is found in the nucleus. We would be made by a ribosome because ribosomes make protein. The ribosomes could be attached to the rough ER, and the rough ER highway would provide a vesicle to send us to the Golgi apparatus where sorting can take place. And if we're tagged for being secreted, we could be sent off through a vesicle from the Golgi to the membrane. Out we go. Now just keep in mind that in our quick tour, there are still so many more awesome organelles found in lots of different types of eukaryote cells to continue exploring. So to the Google for more. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Video này hay phết đúng không? Thực ra sẽ có rất là nhiều các cái video về giới thiệu về tế bào, sinh học tế bào. Nhưng mà cô nghĩ là tới một cái sự khởi đầu, tức là cho khởi đầu thì chắc là cái video này nó khá là dễ hiểu cho các bạn. Rồi, thế chúng ta sẽ nghỉ 5 phút được không? Đến 10 giờ, thôi 10 giờ 05 nhá. Dạ vâng ạ. Was there. And second, that all living things are made of cells, celled organism, cellular. You know, and third, all cells come from other pre-existing cells. You know, cells have their own little world inside them. They carry genetic information, they can divide, many have functions and eukaryote. Bacteria and archaea are prokaryotes, but everything else, plants, animals, fungi, protists, are eukaryotes. Both prokaryotes and eukaryotes have genetic material. Both have cytoplasm. Both have ribosomes, which are small organelles that make protein. Both have cell membrane.
brains, which control what goes in and out of the cell. But what makes them different is a big deal. Prokaryote, the pro rhymes with no, and they have no nucleus, which holds the genetic material and controls a cell's activities. Prokaryotes have no membrane-bound organelles. Membrane-bound organelles are fancy organelles like the nucleus and mitochondria and Golgi apparatus. Eukaryotes, the U rhymes with do, they do have membrane-bound organelles. So now you may be wondering, well, what do they do have membrane-bound organelles? So now you may be wondering, well, what do the organelles do? What are their functions? Well, you know our style. We love our science with a side of a comma inside of a cell, also called a plasma membrane, and out. But by doing so, it keeps things in the cell stable, also known as keeping homeostasis. And we have an entire video on just the membrane itself, which is found in all cells. But for now, we're just going to have to squeeze through this protein in the membrane. Now, inside the cell, we find ourselves in the structures, and you'll find it inside both prokaryotes and eukaryotes. Now, organelles that are floating around in the cytoplasm can have more support than you might think. Cells contain a cytoskeleton, which is a collection, even play a major role in cell movement. The cytoskeleton actually deserves its own video, because it's very complex, and its organization can vary depending on what kind of cell you're looking at. Moving through the cytoplasm, let's start with ribosomes. They are complex cell support. Cells contain a cytoskeleton, which is a collection of fibers that can provide support for the cell and its organelles. And the cytoskeleton can even play a major role in cell movement. The cytoskeleton actually deserves its own video, because it's very complex, and its organization can vary depending on the ribosomes. That's what so much of genetic material, DNA, codes for, protein. Ribosomes can be free in the cytoplasm, but they can focus on in a nucleus. Now, for eukaryote, you have a nucleus to put it in. And the nucleus controls the cell's activities, and inside it, it has a nucleolus, which is where ribosomes can be produced. Attached to the membrane of the nucleus, or nuclear membrane, you will find the endoplasmic reticulum, ER for short. It does a lot of processing of molecules for the cell, like protein folding, and it's highly involved in actually transporting those molecules around, like a highway. There's a rough ER, which has ribosomes attached to it, making it, as you can imagine, rough. And then smooth ER, which doesn't have the ribosomes. Rough ER specifically tends to be involved with protein producing and transporting, because remember that ribosomes make protein. Now, molecules that leave the ER can be sent away in vesicles that actually pinch off the ER themselves. Now, smooth ER has many additional roles, including detoxification, which is one reason why your liver cells tend to have a lot, including detox of the ER themselves. Because remember that ribosomes make protein. Now, molecules that leave the ER can be sent away in vesicles that actually pinch off the ER themselves. Now, smooth ER has many additional roles, including detoxification, which is one reason why smooth ER is that it can make some types of lipids. Next, the Golgi apparatus. It's the ultimate packaging center. It can receive items from the transport vesicles that pinch sort ER packaging center. It can receive items from the transport vesicles that pinched off the ER. It has as well enzymes that can modify molecules it may receive and sorts the material it receives as well. It can determine where to send those molecules, including some that may eventually be sent to the membrane, so they can be secreted, which means items that can be sent out of the cell. So with all that's going on in here, you might start to wonder, what's powering this thing? The mighty mitochondria, or mitochondrion, if you're just talking about one. They're like power plants. The mitochondria make ATP energy in a process called cellular respiration. Now, it's not the type of power plant that you might think of. It runs on glucose, which is a sugar.
and it needs the presence of oxygen to efficiently make are not a one-size-fits-all. Chloroplasts, they can also have these awesome organelles called chloroplast. Chloroplast. Actually make glucose by using light energy in a process known as photosynthesis. They tend to even have a green look to them because they have a pigment that photosynthesis actually make glucose. For example, plant cells not only have mitochondria, but they can also have these awesome organelles called chloroplasts. Chloroplasts actually make glucose by using light energy in a process known as photosynthesis. They tend to even have a green look to them because they have a pigment that captures the light energy and it reflects green light. Now, both plant and animal cells can have vacuoles. Now, vacuoles can have a lot of different functions, but many types act as storage of materials. Plant cells can have one large vacuole called a central vacuole, while animal cells can have smaller, several vacuoles. Now, remember how we already said that all cells have membranes? They do. But plant cells additionally can have a cell wall, which is a layer that offers additional protection and shape maintenance that animal cells do not. Okay, now how do we get out of this animal cell that we've been in? Well, we could get out like a protein would. So if we were a protein, we would only be made because of instructions from DNA. And remember that in eukaryotes, DNA is found in the nucleus. We would be made by a ribosome because ribosomes make protein. The ribosomes could be attached to the rough ER, and the rough ER highway would provide a vesicle to send us to the Golgi apparatus where sorting can take place. And if we're tagged for being secreted, we could be sent off through a vesicle from the Golgi to the membrane. Out we go! Now just keep in mind that in our quick tour, there are still so many more awesome organelles found in lots of different types of eukaryote cells to continue exploring, so to the Google. Rồi, các bạn vào lại chưa? Cô xin lỗi, cô bận một chút. Xin nghỉ do đi test COVID. Rồi. Ok. Cái video vừa rồi bọn em có hiểu không? Ra đóng cửa. Các bạn ơi, các bạn quay lại chưa? Cô xin lỗi, cô muộn một chút, có mấy cái việc cô giải quyết ở ngoài.
Thế video vừa rồi các bạn em có hiểu không? Mấy bạn nào để xem cô xem cái yêu cầu, tức là có phải gọi là tua lại và nói tiếng Việt thêm không? Em nghĩ là có. Ok. Rồi. Thế thì đi phần này ta sẽ đi chậm hơn một chút để phần sau cũng lại nói về các cái bộ phận của tế bào thì chúng ta bỏ qua nhá. Phần so sánh về vật trước nhân chuẩn và động nhật vật nhân chuẩn thì chúng ta đã nói đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi về các cái bộ phận trong tế bào nhé. Rồi, thế đầu tiên là về vật chất di truyền. The side of the comics. So we want to take you on a tour of the ride of your life into the inside of a cell. Now, to start our trip, we're going to have to get through this cell membrane, also called a plasma membrane. It's selectively permeable, which means that it only lets certain select materials in and out. But by doing so, it keeps things in the cell stable, also known as keeping homeostasis. And we have an entire video on just the membrane itself, which is found in all cells. But for now, we're just going to have to squeeze through this protein in the membrane. Now, inside the cell, we find ourselves in this jelly-like material. Rồi, thế vừa rồi thì nói về màng tế bào đúng không nào các bạn? Thì màng tế bào thì là màng lipid hai lớp, gọi là màng lipid kép. Và nó có thể gọi là lựa chọn các cái chất để nó có thể chuyển vào và chuyển ra. Đúng không nào? Cái đấy chúng ta đã nói. Và nó giữ cho cái cân bằng về nồng độ ion ở trong và ngoài tế bào. Called cytoplasm. It surrounds all these internal cell structures, and you'll find it inside both prokaryotes and eukaryotes. Now, organelles that are floating around in the cytoplasm can have more support than you might. Cells contain a cytoskeleton. Rồi, thế ở trong màng, ở phía trong màng tế bào, tức là màng tế bào bao phủ và giới hạn tế bào với môi trường xung quanh, và trong màng tế bào thì có tế bào chất. Tế bào chất thì nó có đường này, nó có protein này, nó có các cái ion đúng không? Và nếu như các bạn nghĩ là nếu như các bạn tưởng tượng giống như là gọi là tế bào chất thì giống như chẳng hạn như cái quả bạn cho nước vào một quả bóng ấy, thì thực ra không hẳn, bởi vì ở trong tế bào chất thì nó các thứ nó cũng được sắp xếp rất là chặt chẽ nhờ vào cái bộ khung tế bào hay là cytoskeleton. Is a collection of fibers that can provide support for the cell and its organelles. And the cytoskeleton can even play a major role in cell movement. The cytoskeleton actually deserves its own video because it's very complex and its organization can vary depending on what kind of cell you're looking at. Moving. Rồi. Thế bộ khung tế bào, thực ra bộ khung tế bào thì cũng được sắp xếp như cô nói là rất là chặt chẽ. Nó gồm có, sau này các bạn sẽ học là về là có ba loại sợi. Sợi microtubule này, sợi actin này và sợi trung gian. Thì cái bộ khung tế bào ngoài việc giữ cho cái hình dạng tế bào thì nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng khi mà tế bào di chuyển. Ngoài ra thì như các bạn thấy là cơ thể chúng ta thì có rất là nhiều loại tế bào và với các cái chức năng nhiệm vụ cũng như hình thái khác nhau, và chính cái bộ khung tế bào nó sẽ đóng vai trò quyết định để gọi là cho cái tức quyết định cho cái hình dáng tế bào tương ứng. Mà từ hình dáng thì nó sẽ quyết định chức năng. Ngoài ra thì nếu như các em nhớ đã học ở phổ thông ấy, học về nguyên phân giảm phân, các bạn có nhớ không? Thì có sợi thoi vô sắc đúng không nào? Và chính cái sợi thoi vô sắc thì các bạn nhớ là được làm từ đúng không? Cũng chính là từ các thành phần của bộ khung tế bào này này.
the cytoplasm, let's start with ribosomes. They are not membrane-bound organelles, and they're going to be in both prokaryotes and eukaryotes. They make protein, which is really important because that's what so much of genetic material, DNA, codes for, protein. Ribosomes can be free in the cytoplasm, but they can be attached to another organelle too, which we'll talk about a little bit later. We're now going to focus on organelles that will be membrane-bound. Rồi, ribosome thì như chúng ta nói là động vật chức nhân và động vật nhân chuẩn thì đều có ribosome, nó là nhà máy để sản xuất ra protein đúng không? Mà protein là đóng vai trò thiết yếu, nó kiểm soát tất cả mọi hoạt động sống trong cơ thể của chúng ta cũng như trong tế bào. So we're going to be focusing on organelles that you would find in a eukaryote cell. This takes our travel to the big boss, the nucleus. Now in eukaryotes, it holds the genetic material. Genetic material as in DNA, for example. Both prokaryotes and eukaryotes have DNA, but if you're a eukaryote, you have a nucleus to put it in. The nucleus controls the cell's activities, and inside it, it has a nucleolus, which is where ribosomes can be produced. Rồi, một cái khác biệt rất là quan trọng ở động vật chức nhân chuẩn và động vật nhân chuẩn, đó là động vật nhân tế bào, chứ không xin lỗi, đẹp nhân chuẩn thì có nhân đúng không nào, và vật chất di truyền là DNA được tìm thấy ở trong nhân, nó mang tức là ngoài cái chuyện nó chứa các vật chất di truyền thì nó còn quyết định các cái hoạt động của tế bào, bởi vì nó quyết định xem là protein nào được biểu hiện và protein nào không. Cái này thì chúng ta cũng sẽ học trong cái bài mà nói về nhân và tức là DNA nhân, DNA nhiễm sắc thể và nhân mà cô sẽ dạy. Ngoài ra thì ở trong nhân thì còn thấy có nucleolus, tức là nhân con. Attached to the membrane of the nucleus, or nuclear membrane, you will find the endoplasm. Nhân con thì sản xuất ra ribosome nhá. Lúc nãy chắc là nói rồi, cô quên mất. Thế thì gọi là một cái bộ phận mà thường kết nối với màng nhân. Bởi vì nhân thì cũng được tách biệt với tế bào chất bởi màng nhân. Thì màng nhân thì có thể kéo dài để tạo ra cái ER, endoplasmic reticulum. ER for short. It does a lot of processing of molecules for the cell, like protein folding, and it's highly involved in actually transporting those molecules around, like a highway. And there's a rough ER, which has ribosomes attached to it, making it, as you can imagine, rough, and then smooth ER, which doesn't have the ribosomes. Rough ER... Rồi, ER thì tức là nó có hai cái loại chính là thông, tức là bởi em nhìn qua kính hiển vi thì bởi em sẽ phân biệt được nó thôi. Tức là có cái loại ER mà ER thô nó thì các ribosome nó bám vào, thì đây là nơi sản xuất ra các cái protein và cũng quyết định các cái tức là gọi là nó xử lý. Tức là các em có thể hình dung khi mà protein được tạo ra, nó là một chuỗi dài của amino acid, và sau đấy thì nó sẽ phải được gấp lại đúng không, protein folding ấy, gấp lại, và nó phải được gọi là, nó ngoài ra nó còn xảy ra cái quá trình người ta gọi là modifications of protein, tức là nó sẽ được thêm các cái gốc vào để nó có đầy đủ các tính chất mà nó cần phải có. Thì như thế là ở trong cái màng ER thô, màng lưới nội chất ER thô này này, thì nó sẽ tạo ra các protein và nó gọi là chuyển, tức là sao nhỉ, nó làm thay đổi các cái protein để cho gọi là trong cái quá trình gọi là trưởng thành hóa protein ấy. Ngoài ra thì nó cũng giữ chức năng là để vận chuyển tiếp các cái protein đấy đến nơi cần đến. Specifically tends to be involved with protein producing and transporting, because remember that ribosomes make protein. The molecules that leave the ER can be sent away in vesicles that actually pinch off the ER themselves. Now, smooth ER has many additional roles, including detox. Rồi.
Thế tức là khi mà chẳng hạn như để vận chuyển protein thì nó sẽ gói các cái protein đấy ở trong các cái gọi là vesicle, tức là trong các cái túi, và sau đấy thì nó sẽ gọi là được gọi là thế nào nhỉ? Bây giờ cô đang hơi mất tập trung một tí nên là tìm từ tiếng Việt hơi khó, tức là nó sẽ được cắt ra từ cái màng lưới nội chất đấy và nó được tiếp tục nó chuyển đến ví dụ như ở cái màng lưới nội chất trơn. Màng lưới nội chất trơn thì ngoài tức là nó còn có những cái chức năng khác nữa, ví dụ như là để giải độc cho tế bào, hay là để vận chuyển các cái protein đến cái các cái bộ phận đích. Which is one reason why your liver cells tend to have a lot of smooth ER. And another additional role of smooth ER is that it can make some types of lipids. Next, the Golgi. Rồi. Thế nên là các em cũng biết là gan ấy thì là nơi giải độc chủ yếu của cơ thể đúng không nào? Chính vì lý do đó mà gan thì có rất là nhiều có cái nhiều màng lưới nội chất mà trơn. Ngoài ra thì nãy cũng nói cái gì nhỉ? Apparatus. It's the ultimate packaging center. It can receive items from the transport vesicles that pinched off the ER. It has enzymes that can modify molecules it may receive and sorts the material it receives as well. It can Rồi. Thế thì sau khi được vận chuyển từ ở màng lưới nội chất thì nó sẽ đến Golgi apparatus, bộ máy Golgi. Thì ở đây thì thứ nhất là các cái protein nó lại tiếp tục được chỉnh sửa để những cái đặc tính cuối cùng mà có Golgi thì nó cũng gọi là sắp xếp các cái protein để vận chuyển đến đích cần đến, và nó trong gọi là tiếp tục thì cái túi các túi đấy nó có thể được vận chuyển đến màng tế bào. Determine where to send those molecules, including some that may eventually be sent to the membrane, so they can be secreted, which means items that can be sent out of the cell. So with all that's going on in here, you might start to wonder, what's powering this thing? The mighty mitochondria, or Rồi. Thế thì chúng ta lúc trước nói rồi nhá, tức là tất cả các cái quá trình này thì tức là từ chuyện nhân này rồi là tạo protein này rồi vận chuyển protein đồng thời có biến đổi protein đúng không nào? Hay là đào thải các chất hay là chuyển các cái chất từ bên trong ra bên ngoài tế bào thì nó đều cần năng lượng. Vậy năng lượng nó lấy từ đâu? Chính là nhờ vào cái các gọi là bộ máy coi như bộ máy điện của nhà máy điện của tế bào đi, là chính là các mitochondrion tinh thể. mitochondrion, if you're just talking about one. They're like power plants. The mitochondria make ATP energy in a process called cellular respiration. Nó cũng thở. Now, it's not the type of power plant that you Nó might sử think dụng of. oxy It runs on và tạo ra glucose, năng. which is a sugar, and it needs the presence of oxygen to efficiently make ATP energy. Rồi. Thì tinh thể thì sử dụng đường và oxy để tạo ra gọi là phân tử mang năng lượng của cơ thể, đấy chính là ATP hay là GTP sau này chúng ta sẽ học. Và nhớ cho cô nhé, mang năng lượng thì là ATP hoặc là GTP. Now, at this point, we need to mention that eukaryotes are not a one-size-fits-all. Animal cells can have differences from plant cells. We have a fork in the road here. For example, plant cells not only have mitochondria, but they can also have these awesome organelles called chloroplasts. Chloroplasts actually make glucose by using light energy in a process known as photosynthesis. They tend to even have a green look to them because they have a pigment that captures the light energy and it reflects green light. Now, both plant and animal cells. Rồi, thế ở thực vật thì các bạn, tức là lúc nãy chúng ta nói là tinh thể thì sử dụng đường và oxy để tạo ra năng lượng cho tế bào đúng không nào? Và chúng ta cũng biết là các tế bào thực vật hay là thực vật thì hấp thụ CO2 và lấy năng lượng mặt trời để tạo ra năng lượng đúng không? Để tạo ra glucose hay tạo ra đường. Thế đó chính là nhờ vào chloroplast.
Chloroplast thì nó có một cái chất màu xanh gọi là chlorophyll. Chlorophyll thì nó hấp thụ được ánh sáng mặt trời và nó sẽ tổng hợp CO2 thành khi mà hấp thụ vào nước và với năng lượng của mặt trời để tạo thành đường. Chính vì thế nên là chúng ta theo kiểu gọi là đúng không, động vật ăn cỏ thì ăn thực vật, sau đó động vật ăn thịt thì ăn động vật ăn cỏ để lấy năng lượng, chúng ta thuộc loại động vật ăn tạp. Rồi ngoài ra ấy, thì có ở trong các cái trong tế bào, từ động tế bào động vật lẫn tế bào thực vật thì đều có bể chứa các cái bể gọi là dự trữ. Thì ở trong, đặc biệt ở trong thực vật thì cái bể chứa này rất là to, thực ra để nó dự trữ nước và nó điều khiển được cái áp suất bên trong để cân bằng với cái áp suất bên ngoài. Giống như cái quả bóng mà em cho nước vào ấy, thì nó sẽ có cái sức căng bề mặt đúng không nào? Thì ở tế bào thực vật thì nó ngoài cái chuyện là có cái chất bao phủ bên ngoài màng tế bào thì nó cần có cái cân bằng giữa áp suất cao hơn rất là nhiều, vì vậy cái bao phủ của nó rất là to. Ở tế bào thực động vật thì nó cái này thường nhỏ hơn và nó cũng chia thành các cái phần nhỏ, nó giống như các cái kho dự trữ và cũng là để gọi là tống các cái chất độc nó vào các cái khu dự trữ đấy để làm nó tránh làm tổn hại tế bào. Can have vacuoles. Now, vacuoles can have a lot of different functions, but many types act as storage of materials. Plant cells can have one large vacuole called a central vacuole, while animal cells can have smaller, several vacuoles. Now, remember how we already said that all cells have membranes? They do. But plant cells additionally can have a cell wall, which is a layer that offers additional protection and shape maintenance that animal cells do not. Okay, now how do we get out of this animal cell that we've been in? Well, we could get out like a protein would. So if we were a protein, we would... Đấy, thế bây giờ sẽ nói là con đường vận chuyển của protein đúng không? Lúc trước chúng ta đã nói rồi. Bây giờ thì nó sẽ hệ thống hơn một chút để cho các bạn theo dõi. Only be made because of instructions from DNA. And remember that in eukaryotes, DNA is found in the nucleus. We would be made by a ribosome because ribosomes make protein. The ribosomes could be attached to the rough ER, and the rough ER highway would provide a vesicle to send us to the Golgi apparatus where sorting can take place. And if we're tagged for being secreted, we could be sent off through a vesicle from the Golgi to the membrane. Out we go. And just... Rồi. Thế thì từ DNA nhá, nó mang vật chất ở thông tin di truyền và nó cũng mang các cái thông tin để tổng hợp protein. Protein thì tổng hợp ở ribosome, ở trên các cái mạng lưới nội chất thô. Sau đó thì nó sẽ được chuyển đến mạng lưới nội chất trơn và được vận chuyển đến Golgi apparat, bộ máy Golgi. Thì trong cái quá trình này thì protein vẫn tiếp tục được biến đổi như cần thiết cho tế bào, và nếu như ở bộ Golgi thì nó sẽ được sắp xếp, và nếu như các cái protein này nó có cái tín hiệu để vận chuyển ra bên ngoài thì nó sẽ được chuyển đến màng tế bào và nó gọi là giải phóng ra môi trường bên ngoài, được không các bạn? Rõ rồi đúng không? In mind that in our quick tour, there are still so many more awesome organelles found in lots of different types of eukaryote cells to continue exploring. So to the Google for more. That's it for the Amoeba Sister. Rồi. Các bạn rõ chưa? Dạ rồi ạ. Thì ngoài các cái bộ phận chính mà lúc nãy chúng ta điểm qua ấy, thì nó còn sẽ có rất nhiều các bộ phận khác mà nếu mà đi sâu hơn thì chúng ta sẽ được biết đến. Ví dụ như là khi nãy chúng ta nói là nó sẽ được có thể có những cái chất nó vận chuyển vào bên trong, thì có thể nó có nhiều con đường khác nhau nhé các bạn, nhưng mà nó có thể thông qua là việc tức là tạo ra các cái gọi tức là nó tạo ra các cái gọi là endosome, tức là nó bằng cách là cái màng tế bào ấy nó sẽ bị nó sẽ cấu ra một mẩu để coi vận chuyển vào trong, hay là
khi sau đấy nó có sẽ có những cái bộ phận để tiêu hóa các cái chất đấy, nó gọi là lysosome. Hay là khi mà ngược, trong cái quá trình ngược lại giải phóng các chất thì nó lại còn có các exosome. Nói chung là nếu mà đi sâu thì nó lại tiếp tục có các cái bộ phận nhỏ hơn. Ví dụ hay là như lúc nãy chúng ta nói là nhân con chẳng hạn, đúng không nào? Nhưng mà trước mắt thì chúng ta hãy tạm nhớ về các cái bộ phận của tế bào như thế đã nhé. Rồi, thế thì rõ ràng thì chúng ta đã đề cập đến này. Thế thì chúng ta có DNA được gói trong nhân. Nhân thì có ở trong tế bào, từ một tế bào các nhiều tế, hay là từ nhiều tế bào khác nhau, nhiều tế bào khác nhau của nhiều loại tế bào khác nhau thì tạo thành mô, ví dụ như là cơ tim. Từ cơ tim thì nó từ nhiều loại mô thì lại tạo thành một cơ quan hoàn chỉnh. Nó tạo thành từ cơ quan này thì nó sẽ tạo thành, ví dụ như từ tim thì nó rồi và kết hợp với các cơ quan khác thì tạo thành hệ tuần hoàn, và từ nhiều hệ khác nhau thì tạo thành cơ thể sống hoàn chỉnh của chúng ta, đúng không nào? Rồi, chúng ta đã nói đi nói lại thì là sinh học tế bào thì nghiên cứu về các cái về cấu tạo này, về các chức năng hoạt động điều khiển của tế bào, và tế bào là một bộ phận nhỏ nhất, bộ phận sống nhỏ, một cái đơn vị sống nhỏ nhất ở trong tất cả các cái sinh vật. Thì các em có thể hình dung thế này này, kính viễn vọng ấy thì nó mở ra cái cơ hội khám phá về vũ trụ cho các đúng không nào, về tức là khám phá về vũ trụ, về thiên văn học, đúng không? Thế còn đối với các nhà làm sinh vật học thì kính hiển vi lại mở ra cho người ta cái cơ hội để quan sát về các thế giới nhỏ, tức là thế giới của các cái tức là sinh vật sống nhỏ này, về là mở ra các cái cơ hội để quan sát về tế bào, về các bộ phận của tế bào và thậm chí là từng phân tử. Rồi, thế sinh học tế bào thì đã được nghiên cứu từ thế kỷ 16. Thì người ta cũng như lúc trước chúng ta nói về các cái từ khóa ấy, thì sinh học tế bào thì làm việc với các cái khả năng về sinh lý của tế bào, về cấu tạo, về các cái bộ phận của tế bào, về chu trình sống, về phân chia tế bào, về chết theo chu trình, tức là về chết tế bào, về cái tương tác giữa tế bào với môi trường sống. Và nó là nền tảng của sinh học tiến hóa này, của sinh học các cái nghiên cứu về tế bào gốc này, hay là nghiên cứu về về miễn dịch học này, hay là các cái nghiên cứu về ung thư. Và có thể nói là tức là nó cũng là một cái nền tảng rất quan trọng đối với dược và đối với y. Bởi vì không có cơ chế bệnh sinh, không có cơ chế tác động của thuốc thì chúng ta sẽ không thể nào mà phát triển các thuốc mới, cũng như không thể điều trị cho bệnh nhân được, đúng không nào? Rồi nói về lịch sử thì như chúng ta nói là kính hiển vi nó mở ra cơ hội để khám phá các thế giới nhỏ. Thì năm 1595 thì Johnson là người đầu tiên phát minh ra cái kính hiển vi. Lúc đấy thì kính hiển vi thô sơ thôi, nó chỉ có thể có khả năng phóng đại, tức là nó tốt hơn kính lúp chút, nhưng mà nó cũng chỉ có thể có khả năng phóng đại được vài chục vài trăm lần. Sau đó thì Hooke năm 1655 thì đã nhìn thấy tế bào đầu tiên. Và năm 1833 Brown thì lần đầu tiên quan sát và nói về cái gọi là nhân ở trong tức là nhân ở trong tế bào của lan. Sau đó thì Leiden với cả Spanz thì tức là đưa ra lý thuyết về tế bào. Trong đó thì hai ông này thì đề cập đến là tất cả các động vật sống thì đều được cấu thành bởi tế bào.
Và ở năm 1858 thì Rudolf Virchow thì đã giải thích hay là đã quan sát cũng như là đã trình bày về cái hiện tượng sinh sản tế bào khi mà tế bào phân chia. Năm 1894 thì lần đầu tiên thì các nhà khoa học đã tìm ra ti thể. Năm 1874 thì người ta quan sát thấy tức là điều gì xảy ra đối với nhiễm sắc thể khi mà trong quá trình nguyên phân. 1898 thì người ta đã phát hiện ra bộ máy Golgi. Năm 1925 thì người ta tìm thấy cái cấu trúc cơ bản của màng tế bào. Năm 1945 thì với cái sự phát hiện của electron microscopy, kính hiển vi điện tử electron, thì người ta tìm thấy tức là phát hiện ra được mạng lưới nội chất và rất nhiều thành phần của cái bộ khung tế bào. Và em có thể thấy rằng là tự đúng là cũng phải mất đến nhiều thế kỷ thì từ 2 thế kỷ thì từ lúc mà bắt đầu phát hiện ra cái tế bào tức là hình dạng tế bào đầu tiên để người ta bắt đầu đi sâu vào các cái bộ phận tế bào và sinh học tế bào thì cũng phát triển rất là nhanh. Tuy nhiên thì cũng còn rất nhiều điều chúng ta còn chưa hiểu và cũng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Nếu có nhớ không nhầm thì khoảng thế kỷ 18 thì 19, xin lỗi 19 thì lúc đấy Paul Ehrlich ông người Đức thì ông là người đầu tiên mà làm việc về về ung thư và ông thì ông cái một trong những cái tham vọng của ông là tôi sẽ tìm thấy cái thuốc để chữa ung thư. Tuy nhiên đến hiện đến nay thì mặc dù đã có rất nhiều loại thuốc điều trị cho ung thư và đem lại cái gọi là triển vọng sống cho người bệnh tốt hơn rất là nhiều so với 5 năm trước đây, so với 10 năm trước đây, 20 năm và 30 năm trước đây. Tuy nhiên rõ ràng chúng ta vẫn không thể nói là chúng ta đã được chữa được tất cả các loại ung thư cũng như là tức là chúng ta có thể đối với nhiều loại ung thư ví dụ như ung thư vú này hay là ung thư bạch cầu cấp ở trẻ em này hay là một vài các loại ung thư khác thì chúng ta đã có nhiều rất là nhiều loại thuốc để điều trị đích đem lại sự sống cho tức là khả năng khỏi bệnh cho bệnh nhân rất cao nhưng có rất là nhiều loại ung thư khác mà vẫn rất là ác tính ví dụ như là ung thư da cũng ác tính này ung thư dạ dày ung thư hệ tiêu hóa nói chung ung thư gan ung thư phổi nó vẫn rất là ác tính đúng không nào? Vì vậy nên là cái quá trình tìm tòi, nghiên cứu vẫn liên tục được phát triển và được tiếp diễn. Rồi, thế thì với tức là với cái lý thuyết về sinh học tế bào hiện nay là gì? Thì tóm lại qua các cái quá trình phát triển tức là các phát hiện trước đó thì bây giờ người ta đều thống nhất với nhau là tất cả các cái động vật sống thì đều được cấu tạo bởi các tế bào và chúng nó là cái gọi là đơn vị để chức đơn vị chức năng giữ cho tức là để đảm bảo về cấu trúc và hoạt động của tất cả các cái sinh vật sống. Tất cả các cái tế bào trong cơ thể thì đều được xuất phát từ các tế bào trước đó thông qua phân chia tế bào. Ngoài ra thì các cái thông tin di truyền nó sẽ được chuyển từ tế bào mẹ sang tế bào các tế bào con trong cái quá trình phân chia đó thì các tế bào thì đều giống nhau về về mặt cấu tạo hóa học nó từ bốn cái phần bốn cái chất hợp chất chính như lúc nãy chúng ta nói đường lipid nucleotide trong đó có DNA, RNA đấy và protein và tế bào sẽ tự sản xuất ra năng lượng cho các hoạt động của nó ở bên trong tế bào thông qua ti thể. Rồi, thế thì lúc nãy chúng ta đã nói khá là kỹ về cấu trúc của tế bào rồi đúng không các bạn? Tức là nói khá kỹ ở đây là giới thiệu tổng quan nó gồm có những cái phần nào, các bộ phận gì và chức năng qua sơ qua của các bộ phận đúng không? Và chúng ta sẽ có một bài về nhân này rồi một bài về mà à, tức là một bài về màng tế bào này rồi một bài về nhân này rồi một bài về vận chuyển tế bào này một bài về màng lưới nội chất này một bài về bộ máy Golgi
vân vân và vân vân, để chúng ta có thể hình dung rõ hơn về các cái bộ phận trong tế bào và chúng hoạt động như thế nào. Rồi, ở đây thì các bạn xem video này nhé, và để xem các bạn phát hiện ra những cái bộ phận nào trong tế bào, các bạn có thể ghi lại để tí nữa chúng ta nói. Cảm giác của bạn khi mà xem về video này là thế nào? Chào các bạn. Cái này nó nói đến một cái hoạt động ở, tức là từ bên ngoài tế bào, sau khi tế bào tiếp nhận thông tin nó chuyển vào bên trong và những gì xảy ra sau khi nó tiếp nhận thông tin. Nhưng mà cái các khi mà, tức là có lẽ với các bạn thì đúng là cô nghĩ là nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà cái cảm nhận của các bạn là thế nào? Xem xong nó bị mông lung. Nó mông lung đúng không? Thấy phức tạp đúng không? Vâng, chưa hình dung được gì. Bởi vì cái hoạt động của tế bào quả thật nó cũng rất là phức tạp. Chính vì như thế nên chúng ta chia nó nhỏ ra để chúng ta dạy cho nhau cho dễ, cho nó dễ hiểu, cho các bạn dễ nắm được kiến thức. Nhưng các bạn vẫn nhớ cho cô là thực ra nó là những cái chuỗi, nó là những cái dây chuyền, nó phải liên được liên kết với nhau chặt chẽ, được không nào các bạn? Và sự sinh học tế bào nó không phải là những cái rời rạc, mà nó vẫn là một cái hoạt động tổng thể của tế bào,
và cũng như là cái trao đổi thông tin, tiếp nhận thông tin và trao đổi thông tin giữa các cái tế bào ở xung quanh, tức là với môi trường sống cũng như tự với các tế bào ở rất xa. Một cái ví dụ được không, là về insulin đi, tế bào tuyến tụy tiết ra insulin khi mà chúng ta ăn ấy, thì nó tiết ra insulin để nó bảo là ok, tất cả thì các tế bào của chúng ta bây giờ là hấp thụ đường, đúng không nào? Tức là từ một cái thông tin từ tuyến tụy đấy, nó tiết ra insulin, nó hormone để điều khiển tất cả các tế bào khác trong cơ thể chúng ta, tức là nó từ cỡ tế bào ở xa cũng như tế bào ở gần nó tương tác với nhau và để tạo nên một cái cơ thể thống nhất. Rồi thế thì bây giờ nhá, chúng ta đi lại một chút để cho các bạn bớt mông lung hơn. Bởi thực ra những cái video này nó rất là quý, mà cô thực ra như kiểu nếu mà các thầy cô tự làm thì chắc đã làm cho được các em ra những cái video như vậy, nên có lẽ là không phải video nào cũng đi sâu và đi kỹ vào, nhưng các em cố gắng khi mà nghe thì các em cố gắng nắm được nhiều nhất có thể. Và chúng ta có thể ở một số cái quan trọng thì chúng ta sẽ dừng lại để nói chuyện thêm. Rồi, đây nhá, cái này thực ra nó nói về một cái quá trình xảy ra. Các bạn có thể hình dung này, trong mạch máu của chúng ta có máu, đúng không nào? Máu đỏ bởi vì nó có hồng cầu mang oxy, đúng không? Ngoài ra nó có các cái tế bào miễn dịch, các tế bào bạch cầu nữa, đúng không nào các bạn? Đúng nào? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ cô bảo này, thế thì thành mạch máu nó phải giữ máu ở bên trong, như vậy thì nó phải kín, đúng không? Tuy nhiên chúng ta cũng biết là các tế bào miễn dịch thì nó giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi các cái vật xâm nhiễm. Và rõ ràng là vật xâm nhiễm thì nó không phải chỉ trong mạch máu, mà nó như ở trên da của chúng ta có rất nhiều này, hay ở dưới da có rất nhiều này, ở trong ruột có rất nhiều này, ở tất cả mọi nơi trong cơ thể chúng ta, đúng không? Từng mô, ở tất cả các mô thì đều có nguy cơ bị xâm nhiễm, các cái vật lạ xâm nhiễm. Vậy thì rõ ràng là nó phải có một cái cơ chế nào đó để các tế bào bạch cầu nó chui ra từ thành, tức là chui qua thành mạch máu, đúng không nào? Mặt khác các em phải hiểu là thành mạch máu nó phải kín, chứ không thì làm sao mà giữ được máu ở bên trong, đúng không? Chất lỏng ở trong máu nó sẽ chảy ra hết, mà khi mà các em hiểu hình dung là khi mà mất máu nhiều khi là người ta phải truyền huyết tương ấy, đúng không nào? Vấn đề không phải là quá ít vào hồng cầu bạch cầu, mà là mất về chất lỏng, về dung dịch, đúng không nào? Vậy thì rõ ràng nó phải có một cơ chế nào đó để thành mạch máu kín, nhưng mà nó vẫn phải cho phép được các cái tế bào bạch cầu chui qua. Và trong cái video này thì nó nói về cái cơ chế để thành mạch cầu, tức là nó nói về cái hiện tượng mà bạch cầu chui qua thành mạch máu. Thì đầu tiên thì nó có tiếp xúc với các tế bào bạch cầu, tiếp xúc với tế bào thành mạch máu và nó bắt đầu truyền tương tác để truyền tín hiệu, nói là tôi cần chui qua, giống như đi qua một cái cổng ấy, nó đang bắt đầu xuất trình giấy tờ và nó để được phép được đi qua. Thì đây là màng tế bào của giữa các cái tế bào ở dưới này là màng tế bào của các cái tế bào bạch cầu, ở trên này là của các cái tế bào nội mô tạo nên cái thành mạch máu ấy. Thì có ở đây thì các em có thể hình dung là có các cái protein ở trên màng tế bào và ở giữa các tế bào này thì nó tương tác với nhau để nó bắt đầu chuyển tín hiệu. Nó nói là tôi đây, giống như là thì khi đó thì nó xảy ra một cái quá trình chuyển tín hiệu vào bên trong hai loại tế bào này. Cái này thì là đây là màng tế bào này, và nó màng tế bào thì nó ở dưới lớp màng tế bào thì nó có gắn với cái bộ khung xương tế bào. Cụ thể hơn đây sẽ là sợi actin, cái này thì em chưa cần nắm rõ. Nó bộ khung tế bào được để giữ cho hình thái tế bào. Thì tất đây là một khung tế bào này, ở trong tế bào chất ấy thì như lúc nãy chúng ta nói không hẳn là các cái chất
chất nó di chuyển tự do đâu, mà nó được điều khiển chặt chẽ nhờ vào cái bộ khung tế bào. Thì ở đây em có thể hình dung là nó có khá nhiều các cái sợi, đúng không nào? Đây là một loại sợi của bộ khung tế bào này. Nó có thể gọi là polymer hóa, tức là nối dài các cái phần tử với nhau để tạo thành một cái chuỗi dài. Thì cái này là nó có thể bộ khung tế bào, các cái sợi ở trong đấy thì nó có thể polymer hóa rất là nhanh, hoặc thậm chí là phá hủy cũng rất nhanh. Thì chúng ta sẽ thì đây là một cái protein hay một cái enzyme, nó gắn vào cái sợi trong bộ khung tế bào, và nó enzyme đấy nó tự tác để nó cắt cái sợi đấy. Còn đây là một cái, cũng là một cái vi sợi, à, đây là một cái vi ống chứ, xin lỗi, vi ống ở trong bộ khung tế bào, và đây nó đang tổng hợp từ các cái thành phần nhỏ. Và điều đấy thì để nó giúp cho tế bào có thể vận chuyển các cái thông tin, các cái protein, enzyme đến cái vị trí cần thiết, và thậm chí nó cũng có thể điều khiển cái quá trình thay đổi hình dạng và khả năng di chuyển của tế bào. Thì ở đây là cái sợi vi ống này nó đang được phá hủy theo yêu cầu của tế bào nhé. Tất cả các quá trình này đều được điều khiển chặt chẽ, chứ không phải nó làm một cách tự do. Thế còn ở đây thì nó, tức là lúc nãy cái tập quả bóng tròn tròn này này thì là các cái túi để được vận chuyển. Ở trong đấy thì có các cái chất, ví dụ như protein, ví dụ như là các cái chất, tức là nó có thể là các cái chất để nhập vào cũng như là để thải loại ra tùy theo cái tín hiệu nó mang. Đấy, thì nó được vận chuyển dọc theo các cái bộ sợi trong bộ khung tế bào. Thì ở đây thì chúng ta thấy là các cái vi ống nó xuất phát từ tâm động. Nếu các bạn nhớ về cái quá trình nguyên ở hồi phổ thông ấy, các bạn nhớ đến sợi thoi vô sắc, thì trong cái trước khi mà diễn ra quá trình nguyên phân thì nó xảy ra, tức là tâm động nó được nhân đôi, đúng không? Và sợi thoi vô sắc là nó được hình thành từ hai đầu tâm động, đúng không bạn nào? Đây thì đây là cái tâm động một, tức là tâm động của tế bào này. Rồi, tiếp này. Đây là màng nhân. Màng nhân thì có các cái lỗ này. Và từ màng nhân ấy thì các bạn hình dung thế này. Ở trong nhân có DNA. DNA mà muốn tạo thành protein, tức là nó mang vật chất di truyền, nhưng mà nó cũng quyết định toàn bộ hoạt động của cơ thể, đúng không? À, của tế bào, đúng không nào? Mà hoạt động của tế bào thì thông qua protein. Như vậy thì nó phải có quá trình chuyển, tức là quá trình tổng hợp protein từ thông tin di truyền có trong DNA, thì nó thông qua một cái phần tử trung gian, đó chính là RNA. Thì từ DNA thì nó sẽ tạo ra RNA. Cái quá trình này thì nó xảy ra trong nhân, mà nó gọi là quá trình phiên mã. Chúng ta cũng sẽ học về quá trình phiên mã. Sau đó RNA thì nó sẽ được vận chuyển từ trong nhân ra ngoài tế bào chất. Đây là qua cái lỗ nhân này này. Để đưa nó đến gắn kết với các ribosome. Và đây là một cái ribosome này. Và các bạn thấy là RNA thì nó mang cái thông tin để tổng hợp protein. Protein nó sẽ chui ra, tức là nó sẽ gắn kết các cái amino acid tương ứng để tạo thành các cái chuỗi polypeptide. Rồi, thì cái protein có thể tổng hợp, đây gọi quá trình dịch mã. Quá trình dịch mã chúng ta cũng sẽ học trong bài với thầy Long. Thì cái quá trình dịch mã này nó có, tức là tổng hợp protein đấy cụ thể được thực hiện bởi ribosome. Thì ribosome nó có thể ribosome tự do, hoặc nó có thể gắn kết với màng lưới nội chất mà để tạo thành các màng lưới nội chất thô mà lúc nãy chúng ta nói đấy. Ở trong màng lưới nội chất thì các em nhìn thấy đây cũng vẫn là RNA, đây là ribosome, và nó được
protein nó sẽ được tổng hợp nó vào trong mạng lưới nội chất. Thì những cái protein này thì thường là nó sẽ được biến đổi, và thứ hai nó sẽ được vận chuyển đến các cái vị trí đích, ví dụ như là các mạng lưới nội chất trơn, đến các cái bộ máy Golgi, hay là ra, sau đó là ra mạng tế bào. Đây, thì nó sẽ thông qua các cái túi này để nó tiếp tục nó vận chuyển ra bộ máy Golgi, và đây là nó giải phóng ra ngoài. Thì ở trên màng tế bào nó có các cái protein, nó có thụ thể để nó tiếp nhận thông tin, và tiếp tục khi mà các cái protein mới nó được hình thành thì nó tương tác, tiếp tục tương tác với các tế bào nội mô để nó liên kết chặt chẽ với nhau hơn, và nó thay đổi hình dạng của tế bào bạch cầu khiến nó trở nên xẹt, và nó bắt đầu nó chui qua giữa hai cái tế bào nội mô. Rồi. Thế với phần giải thích đấy thì nó cũng dễ hiểu hơn rồi đúng không nào? Các bạn điểm danh lại cho cô một lần nữa vậy. Rồi, thế chúng ta tiếp tục nhé. Thế đấy là về sinh học tế bào. Gọi là sinh học phân tử và gen thì sao? Và di truyền thì sao? Thì chúng ta cũng đã nói về DNA. DNA thì mang thông tin di truyền đúng không nào? Và DNA thì cũng gọi là cái giữ cái gọi là bản thiết kế để tạo ra các cái protein, mà protein thì ví dụ thì nó là để nó tạo ra các cái bộ phận trong tế bào, nó có thể hỗ trợ về cấu trúc, nó sẽ gọi là xúc tác cho các cái phản ứng hóa học, mà rất rất nhiều phản ứng hóa học đồng thời xảy ra trong tế bào, và nó cũng là đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, truyền tải thông tin, tiếp nhận thông tin từ tế bào ra môi trường, cũng như nhận thông tin từ môi trường vậy vào. Rồi, thế để giới thiệu các bạn kỹ hơn, rõ hơn một chút thì ở đây thì về một trong những cái gọi là người ta nói nhiều ở Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay là về giải trình tự gen đúng không nào? Và người ta cũng đã có những cái project rất lớn về trong việc giải trình tự gen của người. Và bây giờ sau khi hoàn thiện gọi là giải trình tự gen ở người khỏe mạnh thì người ta đang đi rất sâu vào bệnh, và điều này rất là quan trọng cho y học cá thể hóa cũng như trong việc phát hiện ra các cái đột biến mới để tạo ra các để phát hiện ra các cái cơ chế bệnh sinh, cũng như là cái nghiên cứu về khả năng đáp ứng thuốc, lựa chọn thuốc và tiên lượng các cái hiệu quả các phương pháp điều trị để đem đến cho bệnh nhân một cái liệu pháp tốt nhất để trong điều trị. An organism's genome is the entire genetic material of that organism, so the complete set of DNA.
It provides all of the information required by the organism to function. DNA is a long chemical that contains bases represented by the letters A, T, G, and C. A gene is a section of DNA that codes for a particular protein. To learn more about DNA, watch this video. The human genome is 3 billion bases long, but only consists of about 20 to 25,000 genes. As an average-sized gene is only about 3,000 bases long, this means that large parts of our DNA doesn't code for genes. The genome of every person on Earth is 99.9% the same. It's that tiny 0.1% that makes up genes that give us our unique differences. In fact, our genes are 98% similar to a chimpanzee's and 75% the same as a mouse. The Human Genome Project was an enormous project that saw scientists around the world collaborate to work out the sequences of bases in the human genome. The project started in 1990 and was completed by 2003, 2 years ahead of schedule. And here is the order of the bases, A, T, G, C, T. Only joking. If I was to read out the bases, one at a time, for 24 hours straight, it would take a whole century, and I certainly don't have time for that. So, now we have the information, how is it being used? Well, since the structure of DNA was determined in 1953, we have known that the order of the bases is very important, and that a change or mutation in this order can result in diseases. By sequencing the whole genome, scientists can use this information to work out the genetic causes of diseases, such as cancer, as well as developing treatments. The forms of genes, or alleles, associated with different inherited disorders have been mapped, which means that genetic tests can be carried out on people to see if they are sufferers or carriers of an inherited disorder. For example, a genetic test can tell if someone is a carrier of cystic fibrosis. By comparing the DNA of people living in different parts of the world, scientists have been able to trace human migrations. The Out of Africa theory, that the first humans left Africa within the last 100,000 years, has been supported by comparing the DNA of people living in different areas of the globe. The evidence shows which people are more close to us. Because of all the data generated by the Human Genome Project is available to anyone to view free of charge online, means that scientists around the world can use the information in their research. This helps to increase the number of uses for it. There have been major advancements in DNA sequencing since the Human Genome Project ended. It took 13 years and billions of dollars to sequence a whole genome during the project, but now scientists can do it in a matter of hours, and you can even get yourself sequenced for a small fee. These advancements will help develop new strategies for the prevention and treatment of disease. So, in this video, you've learned what a human genome is, what the Human Genome Project was, and how the information from it. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Rồi. Thế chúng ta đã nói là cái thông tin di truyền thì nó được giữ ở trong DNA đúng không nào? Thế chúng ta cũng sẽ học trong các bài học tiếp theo về DNA nó được tồn tại ở trong nhân dưới dạng nào, nó đóng gói ra sao. Cái này về sao chép DNA thì cô cũng đang gợi ý thầy Long là sẽ cho một bài vào đó, nhưng mà cái này thì vẫn là dự kiến thôi, thì sẽ nói lại với em sau. Chúng ta cũng sẽ học về gọi là từ DNA đến protein, tức là cái quá trình phiên mã và dịch mã được xảy ra như thế nào. Và ở đây thì có một cái video khác nữa, nhưng mà nghỉ đã nhá, để xem cô xem có làm cái này không hay là làm cái này thì bọn em phải tự xem sau. Chúng ta sẽ nói về các vấn đề khác nữa. Thế bây giờ tạm nghỉ đến 11 giờ 10 nhé.
Các bạn quay lại chưa? Dạ rồi ạ. Thực ra bây giờ mới còn một phút nữa nhỉ? Ok. Thì thôi cô cứ bắt đầu nhé. Được không? Ôi trời các bạn, không ngày cuối cùng. Rồi. Thế thì chúng ta lúc nãy đã nói là chúng trong bạn trong cái chương trình thì chúng ta sẽ làm quen với việc là cấu tạo của DNA, thông tin di truyền được giữ trong DNA như thế nào, nó được sắp xếp ra sao ở trong nhân. Thế thì và từ protein DNA chuyển sang thông tin được chuyển sang protein như thế nào, đúng không nào? Ngoài ra thì cũng sẽ đề cập một chút trong cái bài DNA nhiễm sắc thể và nhân, bởi nó cũng có liên quan, nó được sắp xếp, DNA được sắp xếp như thế nào nhỉ? Thì một trong những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra là các bạn có thể hình dung là tất cả các cái tế bào của chúng ta ấy, trong cơ thể nó đều là chứa các vật chất thông tin di truyền giống hệt nhau, đúng không nào? Nó đều xuất phát từ tức là sau khi tinh trùng thụ tinh cho trứng, nó tạo thành phối tử sẽ tạo ra, tức là sẽ phân chia để tạo ra em bé và sau đấy cơ thể chúng ta được sinh ra, lớn lên, và tất cả các tế bào đấy thì nó đều có chung một vật chung về vật chất di truyền. Hay ở trong cái video lúc nãy về nói về cái dự án mà giải trình tự gen người, đúng không? Các bạn thấy là cơ thể chúng ta chỉ về mặt gọi là thông tin di truyền mà nó chỉ như kiểu của cô và các bạn chỉ khác nhau có 0.1% thôi, tức là giống nhau đến 99.9% rồi. Đúng không nào các bạn? Thì vậy thì tại sao thứ nhất nhá, chúng ta lại có nhiều tế bào như thế trong cơ thể, rõ ràng tế bào tóc hay tế bào thần kinh hay tế bào máu hay tế bào da nó khác nhau hoàn toàn về cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ, phản ứng với môi trường xung quanh và đưa các thông tin ra môi trường xung quanh, đúng không nào? Vậy thì làm sao mà nó có thể có những chức năng, nhiệm vụ khác nhau như vậy, về cấu trúc như vậy? Thì nó chính là nằm ở rất là ít cái thông tin, tức là nằm, nó không phải là nằm ở trong cái thông tin di truyền ở trên DNA, mà nó lại là nằm ở thông tin di truyền ngoại gen, tức là cách DNA, tức là các cái gen nào nó được đóng và mở, tức là gen nào được biểu hiện, gen nào không, thì nó sẽ quyết định đến cái chức năng nhiệm vụ của tế bào. Bởi vì các bạn hình dung này, tất cả các cái chức năng nhiệm vụ hay cấu trúc của tế bào thì nó được điều khiển bởi protein, được không nào? DNA thì mang thông tin di truyền và mang cái mã hóa cho protein, nhưng mà protein sẽ điều khiển toàn bộ các cái hoạt động của tế bào. Vậy thì các tế bào khác nhau rõ ràng là có các thành phần protein khác nhau, và chính đó là nhờ là tế bào sẽ được điều khiển bởi nhân, là protein nào được biểu hiện và protein nào không, thì chúng ta cũng sẽ nói một chút trong cái bài DNA nhiễm sắc thể và nhân. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng nói đến là trong video ấy thì chúng ta dừng lại ở chỗ là protein được giải phóng ra khỏi màng tế bào hoặc là được giải phóng ở trên màng tế bào. Nhưng mà chúng ta cũng hình dung ra ở trong cái video mà về tế bào bạch cầu ấy, nó tương tác với tế bào nội mô thành mạch máu, đúng không nào các bạn? Thì chúng nó có tương tác với nhau và nó có chuyển thông tin lẫn đến nhau. Thì đó là chính là cái bài truyền tin tế bào và giao tiếp tế bào các bạn ạ. Đây chỉ là một ví dụ thôi. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng biết là tất cả các tế bào trong cơ thể được tạo ra từ một tế bào ban đầu, đúng không nào? Và nó được chuyển cái thông tin di truyền thông qua cái quá trình phân chia tế bào, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ học về chu trình tế bào, về nguyên phân.
Ngoài ra khi mà tế bào sinh ra thì nó cũng phải được chết đi đúng không nào? Bởi vì không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả. Và đó, người ta có một cái quy trình người ta gọi là chết theo chương trình, là apoptosis hay là gọi là necrosis, thì là gọi là quá trình chết không kiểm soát của tế bào. Ngoài ra thì tế bào có thể di cư này hoặc là biệt hóa, thì đấy là những cái phần mà chúng trong cái bài, trong cái chương trình học thì chúng ta, cô chỉ nhắc đến ở đây thôi để các em có hình dung. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào mà chúng ta sẽ giới thiệu chỉ về chu trình tế bào và nguyên phân, nhưng để các em còn giữ ở tức các em giữ được cái bức tranh tổng thể thì cô cũng muốn nêu ra ở đây. Rồi, thế tóm lại vậy thì cái chức ở, tức là cái khả năng mà ở tất cả tế bào là gì? Thì chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại thì tất cả tế bào thì giữ cái vật chất di truyền ở dưới dạng DNA. Nó sẽ gọi là sao chép cái thông tin di truyền thông qua cái quá trình là tạo ra các cái chuỗi polymer mà dựa trên cái phiên bản ban đầu. Được không nào? Và nó, tất cả các tế bào thì sẽ chuyển thông tin để tạo protein thông qua một chất vật chất trung gian gọi là RNA. Tất cả các tế bào sử dụng protein để phục vụ các chức năng khác trong cơ thể, ở trong tế bào. Tất cả các tế bào thì thực hiện cái quá trình dịch mã, tức là quá trình chuyển thông tin từ RNA đến protein thì giống nhau. Tất cả các tế bào thì đều yêu cầu là có cần năng lượng cho các hoạt động tế bào. Các cái tế bào hoạt động giống như các cái nhà máy sản xuất và dựa vào các cái hợp chất cơ bản giống nhau, và tất cả các tế bào thì đều được gọi là được bảo vệ bởi một cái lớp, được một cái lớp màng tế bào, mà qua đó thì thức ăn và cũng như là các cái chất thải tế bào thì nó có thể chuyển qua. Tất cả các tế bào thì cũng có các cái trao đổi với các môi trường xung quanh, và nó sẽ phản ứng lại với môi trường thông qua các hoạt động ví dụ như tăng sinh, biệt hóa, di cư hay là chết tế bào. Rồi, đấy là cái slide mà tổng kết lại cái bài học về các, để các em có thể nhớ hơn, và để đảm bảo các cái chức năng này thì tất nhiên nó sẽ phải có các cái bộ phận tương ứng. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại quan tâm đến sinh học tế bào, chúng ta quan tâm đến sinh học phân tử, di chuyển tế bào như di chuyển của tế bào như vậy? Thì thực sự là cái ứng dụng của sinh học tế bào và sinh học phân tử, các cái hiểu biết chúng ta có được trong sinh học phân tử và sinh học tế bào nó rất là quan trọng để giải thích được các cái hoạt động hàng ngày của cơ thể chúng ta, giải thích các hoạt động sinh lý bình thường của tế bào, cũng như là để phục vụ chặt chẽ trong cái quá trình tìm ra nguyên nhân bệnh này. Cơ chế bệnh sinh, cũng như là các để phát triển các liệu thuốc mới, ở các cái phương pháp điều trị mới. Thì ở đây thì các em sẽ thấy người ta cũng liệt kê ra, thì ví dụ như là trong điều trị ung thư đúng không, thì cái di chuyển ngoại gen đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của tức là để phát triển ung thư. Các em cũng thấy chắc là nghe về các cái gen gây bệnh đúng không? Cây ung thư và gen ức chế ung thư. Thì nếu mà tìm hiểu sâu thì các em sẽ thấy DNA nó sẽ bị xảy ra các đột biến, và nó sẽ biểu hiện thành protein, và khi mà tế bào mà bị mất cái kiểm soát khiến cho nó tăng sinh vô giới hạn thì nó sẽ phát triển thành các khối u. Và rất thông thường các cái gen đột biến đấy thì nó xảy ra, nó liên quan đến chu trình tế bào, nó liên quan đến các cái hormone tăng trưởng, hay là con đường chuyển tín hiệu của các hormone tăng trưởng đó. Chúng ta cũng biết là ngoài ung thư ra thì có các cái bệnh về trao đổi chất, ví dụ như là tiểu đường đúng không nào? Thì đã, nếu tất
và chúng ta cũng biết đến cái vai trò của insulin ở trong tiểu đường chẳng hạn. Do đó chúng người ta đã phát triển, tức là đối với các bệnh nhân tiểu đường thì người ta tiêm insulin. Có những cái bệnh mà liên quan đến ti thể thì đây là những cái bệnh thường là bệnh di truyền từ mẹ sang con, và các cái bệnh này thì thường rất là nặng, bởi vì các bạn biết đấy là ti thể là ti thể là cái bộ máy năng lượng của cả của tế bào. Mà cái này thì cô chưa nói, nhưng mà các bạn có biết là tức là DNA trong tế bào chúng ta đã nói là nó sẽ tức là được đóng gói ở trong nhân. Tuy nhiên có một bộ phận khác của tế bào cũng có mang một lượng nhỏ vật chất di truyền, thì các bạn biết là ở đâu không? Trong ti thể cũng có DNA, tức là ti thể, DNA của ti thể. Rồi, các cái hiểu biết mà về sinh học tế bào và sinh học phân tử thì nó cũng đem đến cho chúng ta các cái liệu pháp mới, ví dụ liệu pháp về gen, liệu pháp về tế bào, liệu pháp về phát triển các cái kháng thể để điều trị về các cái công nghệ gen để sửa chữa, ví dụ như là công nghệ để tạo ra bây giờ tất cả các cái protein mà để sử dụng trong điều trị thì đa phần là protein tái tổ hợp, ví dụ như để sản xuất một lượng lớn insulin thì không phải là thì người ta sẽ tạo sử dụng các cái protein tái tổ hợp để người ta tạo ra, hay là các cái kháng thể cũng vậy, đấy là công nghệ protein tái tổ hợp, sau đó người ta tinh sạch và người ta tạo thành các chế phẩm thuốc. Nên là nếu như chúng ta không có những cái hiểu biết về sinh học phân tử, sinh học tế bào, tác động của các cái chất đấy đến tế bào như thế nào, thì chúng ta cũng không thể nào tạo ra các cái thuốc hiệu quả và an toàn được. Rồi về tế bào gốc, về các cái liệu pháp điều trị đích, hay mới hơn nữa là điều trị cá thể hóa. Cơ thể chúng ta thì mỗi cá thể thì đều rất là khác nhau, đúng không nào? Khả năng đáp ứng thuốc, về các cái thói quen, về các cái vật chất di truyền tuy là khác nhau rất ít thôi nhưng lại mang tính quyết định, đúng không nào? Và chính vì thế nên là càng ngày người ta càng quan tâm đến y học cá thể hóa để tìm ra các cái liệu pháp gọi là cắt gọt đúng như là kiểu may đo ấy cho bệnh nhân. Rồi, thế thì cái qua đó thì các bạn sẽ thấy là các cái kiến thức về sinh học phân tử, sinh học tế bào thì nó sẽ đi vào cái từ đời sống hàng ngày cho đến về các cái gọi là phát triển thuốc hay là trong y dược nói chung và trong điều trị bệnh ở người nói riêng. Rồi, thế rồi ở đây thì đây là một ví dụ tại về cơ chế tại sao ở những bệnh nhân bây giờ bắt đầu cô đưa một số các cái ví dụ để các bạn thấy ý nghĩa của cái môn học này hay là cái kết nối của môn học này đối với ngành của các bạn, được không nào? Ở trong cái slide đầu tiên ấy, thực ra cô tìm thấy cũng thấy vui vui. Nói đến hóa dược thì chắc là người ta cũng nghĩ dù là hóa, đặc biệt là hóa thì nghĩ đến các cái thí nghiệm với chai lọ, đúng không? Thế là có một cái bộ xương, nó tức là chúng ta đang nói muốn đang ứng dụng trên người chẳng hạn, hay là ở trên động vật cũng thế thôi, thì chúng ta sẽ phải kết nối với các cái hiểu biết về cơ thể sống, về và mà khi mà gọi nói là về cơ thể sống thì chúng ta sẽ nghĩ đến tế bào, đến mô, đúng không nào? Vậy thì chính cái môn sinh học tế bào phân tử này sẽ là một cái kết nối rất tốt cho các em để có những cái gọi là vững vàng hơn khi mà các em đi về cơ chế bệnh, khi mà đi về các cái chuyện phát triển thuốc mới. Rồi, thế thì một ví dụ, cô không biết tại sao đầu tiên khi mà tìm các ví dụ thì cô nghĩ ngay về insulin, bởi vì chắc là insulin thì với chúng ta ai cũng quen thuộc cả, mà nó vừa giải thích được cái mà cô muốn truyền tải đến các em, nó không phải chỉ là phát triển thuốc, không phải chỉ là điều trị bệnh, mà thật sự mỗi cái hoạt động ở cơ thể chúng ta, khi chúng ta bước, khi chúng ta nghe, khi chúng ta nhìn thì nó đã là các cái cơ chế liên quan đến sinh học tế bào, sinh học phân tử rồi. Rồi, bạn xem nhé. Cái này thì còn có tiếng Việt.
When you hear the word insulin, you may think of a drug taken by people who have diabetes. While this is true, what you may not know is that insulin is one of the many hormones created in the human body. Insulin is important to the body. It allows blood sugar, or glucose, to get into cells to provide them with energy. When you eat, your body breaks down food into glucose in your small intestine. This is your body's source of energy for everything it does, from working and thinking to exercising and healing. Glucose travels through your bloodstream, looking for individual cells that need energy. For glucose to get into the cells, it requires insulin. Insulin is the key that unlocks cells for glucose to enter and deliver energy. When insulin arrives, it signals the cell to activate glucose transporters. These transporters pull glucose through cell walls. When glucose moves into the cell, it delivers energy. Insulin is normally produced in the pancreas by specialized cells called beta cells. When glucose enters your bloodstream, the pancreas matches it with the right amount of insulin to move glucose into your cells. In people with diabetes, this process doesn't work as it should. In type 1 diabetes, scientists believe the body's immune system mistakenly attacks and destroys beta cells in the pancreas. A person with type 1 diabetes loses the ability to produce insulin. In type 2 diabetes, the pancreas is not producing enough insulin to meet the body's needs. Over time, the amount of insulin typically becomes less and less. In some type 2 diabetes patients, cells build up a resistance to insulin. Even though there may be insulin in the bloodstream, it is not enough to unlock cells to allow glucose to enter. As a result, it takes more insulin to find the right key to unlock the cell for glucose. This makes it more difficult for cells to get the energy they need. When glucose can't get into cells, either because there isn't enough insulin or because the body is resisting it, glucose begins to build up in the bloodstream. As a result, all that energy is wasted. It does not get to cells where it is needed. Without glucose in your cells, they lack the energy they require to keep your body working. To keep glucose from building up in the bloodstream, an external supply of insulin may be needed. Because people with type 1 diabetes can't produce their own insulin, they must inject insulin several times every day or receive insulin through an insulin pump. Many people with type 2 diabetes take insulin too. Injected insulin acts on glucose in a similar way to insulin the body would produce if it could. Like the body's insulin, injected insulin helps reduce the amount of glucose in the bloodstream by getting it into cells where it is needed for energy. Talk to your doctor to see if insulin might be right for you. Use our discussion guide to help lead that conversation. Important safety information about insulin. The most common side effect of insulin is low blood sugar. Some people may experience symptoms such as shaking, sweating, fast heartbeat, and blurred vision, while some experience no symptoms at all. That's why it's important to check your blood sugar often. Talk to your doctor about whether insulin is right for you. Thì các bạn có thể nghiên cứu về cái tương tác của thụ thể với insulin. Người ta cũng sẽ không phải chỉ có, tức là khi mà nghiên cứu người ta cũng phải chỉ, không phải chỉ có tạo ra cái insulin mà nó nói thế nào nhỉ, nó giống hệt với cái insulin ở ngoài tự nhiên. Người ta cũng có thể nhờ vào cái công nghệ nhân bản. Người ta có thể thay thế các cái amino acid, người ta có thể biến đổi về cấu trúc, người ta có thể chỉ là một đoạn nhỏ hơn của insulin nhưng mà nó có tác động tương tự hoặc là bám vào cái thụ thể tốt hơn để nhờ đó mà người ta có thể sử dụng với cái liều lượng thấp hơn mà có vẫn đạt được hiệu quả mong muốn. Hoặc là thực sự là với các bệnh nhân tiểu đường, trông thì thôi nhưng bệnh tiểu đường nó là bệnh mãn tính và tính khi mà bị lâu ngày cũng rất rất là nguy hiểm.
một trong những cái những người mà bị tiểu đường mà bị COVID thì cái nguy cơ tăng lên rất là cao. Thì người ta cũng sẽ có thể có những cái phương pháp để khiến cho tạo ra các cái loại insulin an toàn hơn khi mà đi vào cơ thể bệnh nhân, đúng không? Hay là nó bền hơn, đúng không nào các bạn? Tức là bởi vì là các cái hormone mà khi mà đi trong dòng máu của chúng ta thì nó cũng sẽ có những cái vòng đời nhất định, và người ta cũng có thể tạo ra cái insulin mà nó có vòng đời lâu dài hơn. Chính vì thế thì bệnh nhân sẽ không phải tiêm quá nhiều lần như thế nữa, đúng không? Chứ hàng ngày hay là một ngày phải vài lần tiêm nó cũng rất là đau đớn cho bệnh nhân. Đấy là một trong những đấy là những cái mà gợi ý mà tại sao mà cô nghĩ là với chúng ta, khi mà chúng ta có hiểu biết một cách toàn diện về cơ thể, về tế bào, về sinh học phân tử và về hóa sinh, về dược học và về một phần nào về đó về cơ chế bệnh lý, thì chúng ta sẽ có thể đưa ra những cái giải pháp tốt hơn rất là nhiều, đúng không nào? Ít nhất là chúng ta biết là chúng ta còn thiếu cái gì và chúng ta phải học tiếp cái gì, đúng không? Rồi, thêm một cái ví dụ khác nhé. Đây là, thì như cô nói đấy, tự nhiên trong đầu cô khi đưa ra một ví dụ thì cô nghĩ đến insulin, cũng không biết tại sao. Thế còn sau insulin thì cô nghĩ là ok, vậy thì cô sẽ tìm thử cái loại thuốc mà được sử dụng phổ biến nhất, hay là được mua nhiều nhất hiện nay, hay là đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho các công ty dược hiện nay là gì. Thì nó là Humira của Roche. Thì Humira là gì? Thực ra nó bản chất nó là một cái chất ức chế TNF-alpha. TNF-alpha là một cái chất cytokine gây viêm. Em biết là khi mà cơ thể chúng ta bị tấn công bởi các cái chất lạ thì bắt đầu hệ miễn dịch được hoạt động, đúng không? Và hệ miễn dịch, các cái tế bào miễn dịch nó bắt đầu tiết ra các cái cytokine viêm để nó kích hoạt các cái tế bào miễn dịch khác, và nó lôi kéo các tế bào miễn dịch đến cái chỗ mà xảy ra cái sự xâm nhiễm đó. Và một trong những cái cytokine viêm là TNF-alpha. Thì Humira là một cái, gọi là một cái chất ức chế TNF-alpha hay là ức chế cái chuyển truyền tín hiệu của TNF-alpha về thụ thể của nó. Và nó được chỉ định cho các cái bệnh mà tự miễn, ví dụ như mà viêm cơ xương khớp chẳng hạn, đúng không nào? Vậy thì chúng ta xem nhá, cơ chế bệnh sinh và tại sao người ta lại quan tâm đến nó. Biologic agents in rheumatoid arthritis. Activated macrophages and T cells release pro-inflammatory cytokines, including TNF-alpha and various interleukins, and also mediators of vascular growth, including VEGF. These inflammatory mediators induce pannus formation. Activated cells in pannus release matrix metalloproteinases, thus leading to cartilage destruction. In the presence of TNF-alpha and IL-1, chondrocytes are stimulated, leading to irreversible cartilage destruction and joint space narrowing. This is because TNF-alpha plays a key role in the inflammatory cascade of rheumatoid arthritis by activating membrane-bound receptors TNFR1 and TNFR2 on the surface of T cells, macrophages, etc. Exogenously administered soluble TNF receptor protein or antibody can neutralize it and interrupt the reaction. TNF inhibitors mainly suppress macrophage and T cell function. Inflammatory changes in the joint regress and new erosions are slowed. Examples include infliximab, a humanized mouse monoclonal antibody, combines with TNF-alpha and prevents its binding to cell surface receptors. Etanercept is a fusion protein comprising two human P75 TNF-alpha receptors coupled to the Fc portion of a monoclonal human antibody, acting as decoy receptor and preventing its binding to cell surface receptors. Adalimumab, a fully human monoclonal antibody, combines with TNF-alpha and prevents its binding to cell surface receptors.
Rồi. Thế nhá, thế thì cái quá trình viêm ấy nó xảy ra thế này. Ok, để cô giải thích nào. Rồi, khi mà viêm khớp ý, thì thực ra lúc đấy trong cơ thể chúng ta xảy ra chuyện này này. Các cái tế bào macrophage và tế bào T lúc đấy nó nhận diện cái protein trong cơ thể chúng ta là protein lạ thì nó bị kích hoạt và nó tiết ra các cái cytokine viêm, trong đó các cytokine viêm mà quan trọng là TNF alpha, interleukin 1 và cũng như nó kích thích mạch máu nữa. Chính thế nên là ở chỗ vết tại sao nó lại kích thích mạch máu, bởi vì nó lúc đấy thì nó đưa các cái tế bào miễn dịch đến để hoạt động ở trong ở cái chỗ viêm đó, để đánh lại cái vật thể lạ, ở đây là protein của cơ thể chúng ta, nó bị biến đổi, nó bị lỗi nên nó gây ra các cái phản ứng viêm đó. Với đa phần mọi người thì nó trở lại bình thường, nhưng mà ở một số ít người thì nó sẽ dẫn đến sưng đỏ ấy ở cái vết và đau nữa, đúng không? Ở cái chỗ mà viêm thì chỉ thỉnh thoảng bố mẹ, các em thì còn trẻ không nói, nhưng mà bố mẹ ông bà thì sẽ bị viêm khớp. Thế thì cái TNF alpha nó sẽ tương tác với cái cụ thể của nó ở trên bề mặt tế bào, nó có nhiều cụ thể ở các tế bào T, ở macrophage và các tế bào khác, thì nó sẽ kích hoạt cái quá trình, tiếp tục kích hoạt quá trình viêm, khiến cho nó trầm trọng hơn. Ngoài ra nó cũng có cái cụ thể của TNF alpha thì nó cũng có ở trong các cái tế bào như tế bào sụn, tế bào xương, tế bào sợi. Thì ví dụ như là tế bào sụn bình thường, như các em biết là sụn bình thường nó không được tạo mới đâu, đúng không nào? Nó đa phần là nó không được tạo mới và nó ngủ yên. Chính vì thế nên là vì nó không được tạo mới nên cái lớp sụn của chúng ta nó sẽ được bị bào mòn ấy. Ở người già thì bắt đầu cái lớp sụn nó mỏng. Thế nhưng mà ở đây thì khi mà có TNF alpha, có cái môi trường viêm này, thì các tế bào sụn nó lại được hoạt hóa và nó lại khổ nỗi là nó lại coi như là biến đổi sụn, để nó tức là nó hủy hủy hoại sụn đi. Đồng thời xương thì nó lại, các tế bào xương nó đánh thức và nó cũng lại, tức là các cái tế bào mà tiêu hủy xương thì nó cũng lại được đánh thức, khiến cho coi như là bào mòn về xương và sụn. Đồng thời các cái tế bào sợi thì nó lại hoạt hóa để nó làm gây xơ. Tóm lại ở đây thì các bạn nhớ hộ cô là cái quá trình viêm đấy khiến cho sụn nó càng bị bào mòn và nó gây cái hiện tượng viêm khớp, và sau đấy thì bào mòn phớt khớp ở trong cơ thể nên là bị nên là càng đau đấy. Thế thì cái cách người ta, khi người ta biết là do cái quá trình viêm đấy nên là người ta đã sử dụng các cái chất ức chế cái TNF alpha này. Nó có nhiều cách tác động khác nhau mà ở đây người ta giới thiệu đến mấy loại ấy. Thì nó có thể người ta có thể sử dụng được các cái loại mà kháng thể đơn dòng khác nhau thông qua cái chuyện protein tái tổ hợp và tinh sạch protein. Người ta cũng có thể tạo ra, tức là sử dụng các cái chất mà ức chế, tức là nó ngăn cái nó bao phủ cái TNF alpha, ngăn cho không cho TNF alpha bám vào thụ thể của nó nữa, hay là nó có những cái chất ức chế để nó trung hòa cái thụ thể, tức là nó bám vào cái thụ thể nhưng nó không làm kích hoạt thụ thể như TNF alpha, mà nó gọi là tranh giành cái vị trí bám với TNF alpha. Đấy, thì như thế là các em thấy không? Tức là thật sự là các cái muốn phát triển các cái thuốc mới hay là các cái thuốc đã có, người ta muốn tạo ra các cái thuốc thế hệ tốt hơn, an toàn hơn cho bệnh nhân và kiểm soát được tốt hơn, thì người ta phải có những cái biết được là nó, cái cơ chế tác động của nó như thế nào, và cái tức là khi mà người ta biến đổi một cái gì, người ta có thể biến đổi lần mò tốt, may ra thì tốt hơn, nhưng mà sẽ rất ở nhưng mà với các cái công nghệ hiện nay thì người ta sử dụng cái gọi là người ta sử dụng rất là nhiều AI, các cái tính toán để người ta dự đoán là vậy thì chẳng hạn như tôi biến đổi cái chất ức chế như thế này, tôi biến đổi cái kháng thể thế này, vậy thì kết quả thế nào, và qua đó thì người ta sẽ chọn ra những cái đối tượng tốt nhất để người ta thử trên thực nghiệm, chứ không phải thử tất cả một cách mầy mò như ngày xưa nữa. Như thế nó hiệu quả hơn rất nhiều và nhanh hơn rất nhiều. Cái thời gian phát triển thuốc hiện nay cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều và an toàn hơn cho bệnh nhân nhiều so với trước đây. Rồi, thế bây giờ còn một cái nữa, một cái ví dụ cuối cùng.
là ví dụ về sử dụng các cái liệu pháp về miễn dịch để chống lại ung thư nhé. Đây là sử dụng các cái dòng kháng thể đơn dòng này. When it comes to treating diseases like cancer, modern medicine has an impressive arsenal. And one of its most versatile weapons are Y-shaped proteins called monoclonal antibodies. Our immune systems already produce their own antibodies. They come in billions of variations, each matching a specific target, such as a particular toxin, bacteria, or virus. When they bind to their target, they send a signal. This bacterium is now marked for destruction. These naturally produced antibodies are pretty effective, but in the 1970s, scientists figured out how to mass produce them. They can take any specifically targeted antibody and make huge numbers of identical clones, which means you can produce monoclonal antibodies for almost any disease you can think of. Which brings us on to cancer. Mutated cells that start growing out of control can be deadly. But the body's immune system isn't defenseless. Meet the CTL. It's a type of white blood cell that can detect infected or mutated cells. When it finds one, it secretes toxic molecules that initiate a self-destruct sequence. But the CTLs do sometimes need to be reined in. If they get overenthusiastic, the immune system can start causing collateral damage, attacking healthy cells. Fortunately, the CTLs can be turned off by activating a molecule called PD-1. The trouble with having an off switch is that cancer cells can exploit it. Many cancer cells protect themselves with a counter receptor called PD-L1. This is where monoclonal antibodies come in. Scientists can use one of two types, one that binds the PD-1 molecule, or another that goes for PD-L1. Thanks to the monoclonal antibodies, all of the CTLs are fully activated and can blast away the cancer. This is just one way that monoclonal antibodies can be used. They've already proven effective against a whole range of cancers, and yet more are still being developed. With their ability to be targeted at specific diseases, monoclonal antibodies are turning out to be a game changer and one of our most effective weapons in the fight against cancer. Video này cũng khá là fun đúng không? Thì với xu hướng hiện nay, tức là cái môn sử dụng các cái kháng thể đơn dòng để điều trị cho ung thư hay điều trị bệnh, ví dụ như là TNF-alpha lúc trước người ta cũng sử dụng kháng thể đơn dòng, tức là gọi là để bất hoạt một cái protein nào đó, thì nó không mới. Tuy nhiên cái xu hướng phát triển thì nó sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển rất là nhiều, bởi vì là người ta cũng sẽ càng ngày càng tìm được các cái cấu trúc của kháng thể đơn dòng nó hiệu quả hơn. Cô ví dụ nhé, cách đây khoảng 5 năm thì người ta nói rất là nhiều đến gọi là BiTE. BiTE thực ra là kháng thể đơn dòng và nó có hai cái vùng mà nhận biết kháng nguyên. Tức là nó vừa nhận biết được một đầu để nó nhận biết tế bào ung thư, còn một đầu nó nhận biết được các tế bào T độc. Tức là nó bám vào tế bào ung thư và nó lôi kéo các tế bào T độc đến gần tế bào ung thư để tế bào ung thư tức là các tế bào T tiêu diệt tế bào ung thư. Ở trong cái video này người ta gọi là CTL, tức là cytotoxic T lymphocyte, tức là các tế bào T độc đấy. Tức là người ta cũng sẽ tiếp tục phát triển các cái cấu trúc mới hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, an toàn hơn để điều trị cho bệnh nhân. Ở đây thì người ta có nói đến một cái cơ chế mà có thể đối với bọn em thì mới đầu nó hơi khó hiểu một chút. Cô cũng có thể giải thích qua thế này. Thì các tế bào ung thư ấy, thì thường, tức là nó xảy ra các cái biến đổi về gen
khiến cho nó biến đổi về tính chất, đúng không nào? Nó biến đổi về hoạt tính, nó tăng sinh mất kiểm soát, đúng không? Nó tạo thành khối u. Khi mà trong cái quá trình biến đổi về di truyền đấy thì nó cũng sẽ biểu hiện các cái protein bình thường, các cái tế bào khỏe mạnh khác không biểu hiện. Khi mà các cái tế bào protein biểu các cái tế bào ung thư mà biểu hiện các cái protein lạ đó thì nó sẽ được các tế bào miễn dịch nhận biết và tiêu diệt. Đấy là ở cơ thể khỏe mạnh. Quá trình đấy diễn ra, tuy nhiên nó cũng có một cái thế này. Thứ nhất là tế bào ung thư thì nó thường có cái bộ vật chất di truyền nó rất là dễ bị biến đổi, nó hay xảy ra đột biến hơn các tế bào bình thường. Chính vì thế nó thay đổi về tính chất nhanh hơn, nó có thể kháng lại, nó có nhiều cơ chế để kháng lại tế bào miễn dịch. Trong đó có một cơ chế như thế này, tế bào miễn dịch thì để cũng là một cái cơ chế tự nhiên của cơ thể chúng ta thôi. Các em có thể hình dung là các tế bào khi mà có cái vật thể lạ thì nó được kích hoạt thì nó sẽ phải có cơ chế để nó lại bất hoạt lại, đúng không? Bản thân khi một tế bào miễn dịch bị hoạt động thái quá thì các em nhìn thấy hậu quả, ví dụ các bệnh tự miễn rồi, đúng không nào? Mà các bệnh tự miễn thì các bệnh nhân đấy cũng khổ vô cùng, bởi vì các tế bào miễn dịch liên tục tấn công vào các tế bào trong cơ thể của chúng ta, khiến thật sự nó là cái vấn đề. Chẳng hạn như các bệnh sơ cứng giải giáp, bệnh nhân tử vong là cái chuyện ngày xưa là rất là dễ, rất là thường xuyên bị tử vong, mà đấy là bệnh di truyền nữa. Thành ra là khi mà phát bệnh rồi ở các những cơn cấp ấy, mà không kiểm soát được các cái cytokines đấy thì bệnh nhân rất là dễ tử vong, bởi vì nó đánh vào các cơ quan, từng cơ quan một, và sau đó thì bệnh nhân có thể mất ý thức và bị rất là nhiều các cái hậu quả liên quan. Thế thì các tế bào miễn dịch nó có cái cơ chế để nó tự bất hoạt. Nó tự bất hoạt thì nó sẽ có cái ví dụ ở đây là nó biểu hiện, nó có một cái gọi là cái thụ thể PT1. Những cái nhà khoa học mà nghiên cứu về cái thụ thể này, trong đó có các nhà khoa học người Mỹ và người Nhật, một giáo sư người Nhật, thì đã được giải Nobel cũng nhớ là 3 năm trước. Thế thì đấy là cái cơ chế tự điều hòa của các tế bào miễn dịch. Thế thì các tế bào ung thư nó cũng rất thông minh, nó nhận ra điều đó và nó cũng có một số các, nó cũng có thể sử dụng cái cơ chế này để bất hoạt các cái tế bào miễn dịch, các tế bào T độc. Và khi mà nó dùng cái cơ chế này thì các tế bào T tuy là nó nhận ra được tế bào ung thư, nó nhận ra được tế bào lạ, nhưng mà không tiêu diệt được các tế bào đó. Vậy thì người ta đã sử dụng các cái kháng thể đơn dòng để chặn cái con đường truyền tín hiệu mà các tế bào ung thư tiết ra để ngăn chặn tế bào miễn dịch và giúp cho các tế bào miễn dịch lại hoạt động được bình thường và tiêu diệt tế bào ung thư. Đấy nhá. Rồi, cô nghĩ là có thể kết thúc. Xin lỗi. Ở đây thì rồi có một cái nữa là cũng không biết là các em có muốn xem không, tức là nó là cái con, tức là chẳng hạn như khi chúng ta tiếp nhận thông tin, tức là mắt chúng ta nhìn thông qua cơ chế nào, nó cũng là thông qua con đường truyền tín hiệu, và các cái tế bào cảm quang thì nó sẽ tiếp nhận được cái ánh sáng và nó chuyển tín hiệu đến não, não sẽ thu nhận được tín hiệu đấy và nó xử lý thông tin đó. Thì nó cũng dựa vào các cái phần tử, tức là quá trình hóa học. Ở đây thì có lẽ là có thể giới thiệu cho các bạn một chút, tức là nó chuyển tín hiệu giữa các cái neuron với nhau thì nó chuyển tín hiệu như thế nào. Nó thông qua ở đây là có các cái túi mang các cái chất truyền tin của thần kinh, chất truyền tin thần kinh này. Và ở đây thì nó sẽ có thể được giải phóng ra và nó bám vào các cái thụ thể ở các cái neuron khác. Nó cũng là các cái phản ứng hóa, tạo ra các cái phản ứng hóa học. Ví dụ như nó có ở đây, nó có các cái kênh ion mà cảm nhận được nồng độ oxy, nồng độ canxi. Mà khi cái nồng độ canxi nó thay đổi bất thường thì nó sẽ đóng mở kênh, nó giúp cho được giải phóng các cái chất truyền thông tin, chất truyền thần kinh này, và nó sẽ chuyển tín hiệu tiếp theo, được không nào? Thì nó về bản chất thì nó cũng là các cái quá trình sinh hóa nó đang được diễn ra. Rồi, thế còn thứ hai nữa, chẳng hạn gọi là, đúng rồi, cái này để cho các bạn vui vui một tí thôi, nhưng mà thật sự là chẳng hạn như người ta hay nói từ ánh mắt đến trái tim, đúng không? Khi mà yêu ấy, thực ra nó cũng là trong cơ thể chúng
nó xảy ra các cái phản ứng hóa học, nó được điều khiển bởi các cái chất dẫn truyền thần kinh, bởi các hormone. Ở đây một cái ví dụ là khi mà chúng ta gặp một chàng trai hay cô gái mà chúng ta cảm thấy có cảm tình, thì các bạn có thấy là người ta hay nói đến các cái hiện, tức là chẳng hạn như tim đập nhanh, đỏ mặt, tức là cảm thấy tóc mồ hôi, vân vân không? Thì các bạn có thể gọi là có thể giải thích bởi các quá trình sinh hóa diễn ra trong cơ thể. Ở đây một cái ví dụ đó là hormone là adrenaline hay là norepinephrine, cũng là tên của adrenaline thôi. Thì nó sẽ là tham gia, nó sẽ bám cái adrenaline, nó sẽ bám vào cái thụ thể trên bề mặt tế bào, nó sẽ chuyển thông tin vào trong và nó dẫn đến các cái đáp ứng của tế bào. Ví dụ như ở tế bào cơ tim thì nó sẽ là tăng nhịp tim, các cái tế bào tim có bóp mạnh hơn. Ở các cái tế bào cơ thì khi mà có adrenaline ý, thì nó sẽ tăng cái chuyển hóa cái năng lượng dự trữ, ví dụ như glycogen hay là lipid, để tạo thành đường, để cung cấp năng lượng cho cơ thể, đúng không nào? Chính vì thế nên là người ta bảo khi yêu thì hơi mất tập trung và cũng kiểu cũng không cần ăn cũng vẫn thấy no. Thế thì dẫn đến là nó có, tức là giúp đó, nó khiến nhá, tức là khi mà tế bào cơ tim tức là không, khi đầu tiên là sẽ tăng cái chuyển hóa cái năng lượng dự trữ để cung cấp năng lượng cho tất cả các tế bào khác trong cơ thể này, rồi tăng nhịp tim khiến cho nhờ các tế bào cơ tim có bóp mạnh hơn, sẽ đẩy máu đến các cơ quan. Thì chính vì thế nên là mặt hồng, đúng không, má hồng, đúng không nào? Rồi các cái và xem nào, và cũng có phần thì lúc đó thì nói thế nào nhỉ, tập trung, tức cái này thì do các cái hormone khác, ví dụ oxytocin, nó sẽ khiến cho mình tập trung vào cái cảm xúc đó, và nó hơi sao nhãng hơn các cái việc khác, được không nào? Rồi thế thôi, thì đây là sách tham khảo lúc nãy trước cũng đã nói rồi. Ở trong bài giảng này thì cũng lấy slide từ một cái bài giảng khác mà cô thấy nó rất là xúc tích. Thì cũng có dẫn nguồn ở đây. Rồi, thế các bạn có câu hỏi gì nữa không? Các bạn lớp mình có câu hỏi gì không? Tức là hiểu rồi đúng không? Thế là phải nắm được bài nhá. Thế phải nắm được bài nhá. Bây giờ phải trả lời có cho cô rồi đấy. Ok. Rồi, thế cô cảm ơn nhá. Thế buổi sau thì cô Nhung sẽ dạy về màng tế bào. Ở trong bài giảng này cô soạn hơi nhanh, có một số cái lỗi chính tả, cô sẽ sửa lại rồi gửi lại bài giảng cho các bạn. Ok không? Thế chào các bạn nha, hẹn gặp bạn ở buổi mấy buổi tiếp theo. Cô nghĩ là bài đầu tiên của cô quay lại sẽ là về DNA và nhân. Rồi, thế chào các bạn. Cô ơi, chào cô. Các bạn một tuần. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Em là cô. Em là Lê Hoàng Đức ạ. Thì